Gặp một cái anh đó, anh nói một câu: thầy biết rằng con cũng cố gắng, thật sự mà nói con cũng thành đạt đó thầy, nhưng mà sau này được nghe thầy giảng con hiểu, thầy biết rằng là ít bao giờ mà con được mà giống như ngồi chung với gia đình, với vợ đồ con đồ mà thoải mái lắm. Cứ ngồi chút là điện thoại reo suốt, điện thoại reo, cứ reo hoài vậy đó thầy. Và từ khi mà nghe thầy giảng con hiểu xong đó, con mới quyết định con dọn công ty của con luôn. Con dọn công ty con gọn hết luôn thầy. Con nghĩ là con hai vợ chồng với đứa con không quan trọng quá, thôi con dọn gọn lên hết luôn. Bây giờ con làm gọn hơn, gia đình con mỗi ngày hai vợ chồng với đứa con ngày nào cũng ăn cơm ba buổi, ăn cơm chung ở nhà, rồi cứ làm ra ra mà cũng không có thiếu thốn gì này. Thứ bảy chủ nhật đi chùa, thiệt là con cảm ơn thầy. Gia đình con giờ quá hạnh phúc luôn. Nếu mà cứ cái đà ngày xưa thì con nói con lao theo đồng tiền không có hạnh phúc gì chứ thầy ơi. Rồi giết con có tiền con hư, ăn chơi rượu chè cờ bạc, gái gú đủ chuyện. Tại vì con có tiền mà bây giờ con đi ra ngoài con làm cực quá, con phải đi xả chết con chơi thôi. Từ nơi đó mà con hư, bây giờ gia đình con vui quá con đi hư làm gì. Nó thật sự con nghe thầy giảng nhờ đó mà gia đình con bây giờ hạnh phúc bình an vô cùng, thật là đặc biệt. Nên mỗi một con người mình phải nhận thức cái gì à. Nên mình hiểu được nguyên lý rồi thì đặc biệt lắm. Nên mỗi một con người mình cái góc độ cho nó sâu sắc. Ví dụ như mình quay phim đi, nội mà cái máy quay phim đặt thì hoa nó ngay không nhắm được rồi, từ đầu phải nhắm mục tiêu. Ta đang giảng chạy là sửa tới sửa lui làm gì, đúng không? Cái góc độ nó phải sâu. Chứ giống như bây giờ quý vị mai mốt vì chọn chồng hay chọn vợ, chọn xong rồi đi sửa lại hả? Đâu có được đâu. Thấy không? Cái góc độ chọn nó phải sâu sắc. Nó chọn nó phải mục tiêu. Con người nó mới thành đạt lớn trong cuộc đời được quý vị. Con người mà thiếu góc độ chọn lựa thì con người mình dễ thất bại. Nó nói là sự chọn lựa còn quan trọng hơn cố gắng. Nó giống như những đức ngày xưa đi làm vậy, thấy không? Ta chọn nấu ăn là làm luôn 11 năm. Cỡ nào cũng có cái nghề nấu ăn. Nhờ vậy đó mà giờ tôi vô chùa tôi sắp xếp ban bị nấu ăn ngon lành. Tại vì tôi đã thành được cái nghề nấu ăn. Còn như người ta là người ta đổi nghề suốt luôn, người ta đâu có tư tưởng về cái nghề đó đâu. Tôi lại chuyên nhất được 11 năm. Khi tôi đi tu mười mấy năm nay tôi chỉ có niệm Phật. Gặp tịnh độ là tôi chọn mục tiêu là tôi niệm Phật tới bây giờ. Hơn mười mấy năm tôi mới được như ngày hôm nay. Bây giờ sau này những đức như thế nào đó là cái sau này. Nhưng mà trong thời gian những đức đi tu, phát động chương trình đi tu, gần 300 anh em huynh đệ nam, chưa có một anh em nào qua mặt được những đức hết. Nó thật. Những đức nói thiệt chứ, nếu như những đức làm thầy người ta, những đức rất mừng có một người đệ tử như vậy. Nếu đệ tử mình nó hơn mình. Những đức nói thật là bây giờ, hiện tại bây giờ là những đức cảm thấy qua mặt thầy những đức hả? Vì người ta thôi. Ý tôi muốn nói câu này để làm gì phải không? Để mỗi một con người mình phải cố gắng. Nhờ chọn được mục tiêu tịnh độ mà mới được ngày hôm nay. Cho mình cái ngã gì trong đây, mình cần cái gì, cái ngã nó làm gì? Những đức quý vị coi quanh năm suốt tháng những đức có đi đâu đâu mà cái ngã làm gì? Tuổi trẻ những đức mà những đức có bây giờ quý vị thấy những đức đi đâu? Phật tử cũng rủ những đức đi quá trời, có đi đâu? Mà không bao giờ tạo ra một cái mầm móng nha. Quý vị biết rằng là bữa hổm có anh cúng dường cái chiếc điện thoại, những đức nói để mình kiếm cái sim bỏ vô, để mình đi qua bên kia mình cũng bấm mấy cái buổi giảng của mình để mình kiểm tra. Xong rồi nó thôi khỏi xài luôn đi, nó không xài xài chỉ mệt, nghỉ luôn, cho cái điện thoại cho người ta luôn. Rồi xong nó quyết định mạnh mẽ ghê. Chứ là một chiếc điện thoại thôi mà những đức còn không tạo ra mầm móng. Nếu mà xài được thì xài luôn, tiếp tục rồi mai mốt biết đâu Facebook này kia đồ qua lại nhắn tin với mấy cô sồn sồn sao. Mình ai biết được con đường đó mình sẽ đi tới chỗ đó làm sao. Vì nhiều người người ta hư cũng từ chỗ đó mà ra. Bây giờ mình thà mình không xài bao nhiêu năm nay rồi mình giữ như vậy luôn đi. Khỏi xài luôn thôi, khỏi. Bao nhiêu năm nay cũng thành công rồi, cần thiết gì đi tạo ra thêm cái đầu mối đó. Thật sự mà nói xài quen rồi, rồi mai mốt từ từ quen quen nói thầy thầy thôi
thầy có cái Facebook của thầy, lâu lâu con nhắn tin, điện thoại cũng không có tốn tiền. Mình thấy thôi kệ, cho một hai bà, rồi xong từ từ một hai bà mới giới thiệu ra, từ từ nhiều bà, rồi mình dính vô luôn rồi. Nó đi từ con đường, nó lập cái đầu mối nhỏ mà đi ra từ từ. Chúng ta đi ra từ từ quý vị, chứ không dẫn đâu. Nên thôi dẹp luôn, không xài phức cho rồi, nghỉ luôn. Thấy không? Nên những Đức nói quý vị, sự chọn lựa mình phải trả một cái giá rất là lớn trong cuộc đời của mình. Những Đức nói với các cô trong chùa mình, gái mà những Đức lập tư tưởng cho nó. Những Đức nói cha mẹ mình sanh mình cho mình cái thân, nhưng cái tư tưởng mình chọn góc độ phải là sâu sắc. Cha mẹ đâu có ở hoài lo cho mình. Cha mẹ mình đi tu, cha mẹ kêu mình ở nhà đi có chồng. Mình đi có chồng, mình thấy bao nhiêu người có chồng người ta khổ vô cùng, còn mình được cái quyền đi tu, được cái duyên đi tu. Mình nói cha mẹ, cái duyên đi tu, cái duyên của con muốn đi tu, con thích đi tu. Cha mẹ con cho con cái thân này, phải chứ con dùng cái thân này mà con làm chuyện tầm bậy, hại đời, hại nước, hại dân, thì cái điều này con sai. Còn cái này con phát tâm con đi tu mà, con đường này cha mẹ còn chưa đi được mà, con đi cha mẹ sao cản con được. Không có cản con được con đường này. Con đã phát tâm đi tu rồi cha mẹ cản mới được. Vì con đường này cha mẹ còn chưa đi sao cha mẹ biết. Còn con đường của cha mẹ là cha mẹ đi rồi đó. Bây giờ con hỏi mẹ thường xuyên, mẹ nói khổ quá trời. Con hỏi cha, khỏi hỏi con cũng thấy cha khổ. Bây giờ con nhìn con đường của cha mẹ là rõ ràng đã đi rồi, không có kết quả đặc biệt. Con không có thành tựu gì đặc biệt quá. Mà con thấy con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni đi là quá đặc biệt. Nhiều người xuất gia tu hành là thấy đặc biệt. Như thầy, con nghe thầy Đức ông giảng, giờ ở ngoài đời được gì đâu, cha mẹ cho cái thân nhưng ông chịu hư tới 29 tuổi. Cha ông đâu có cho ông một tư tưởng để ông sống, ông phát triển cuộc đời ông đâu. Cuối cùng Phật phải cho ông tư tưởng. Thì con thấy rằng con chọn con đường Phật Pháp, không có sai. Góc độ mình phải cực kỳ sâu sắc, nó phải rõ ràng quý vị, chứ mình không có lầm lạc được tầm bậy. Những Đức nói giảng pháp có khi mà cả cha những Đức cũng nói cuộc đời của ông khổ. Tại vì ông khổ, Những Đức nói thẳng là ông khổ chứ. Vì ông sanh Những Đức ra, ông nuôi Những Đức, nhưng mà ông đâu có dạy Những Đức gì tư tưởng Phật Pháp. Những Đức phải nói thẳng chứ, nó làm gì mà Những Đức không dám nói. Phải dám nói ra. Con người ai cũng có cái sai, hiểu không? Những điều đó là mình nêu lên để cho nhiều người làm cha làm mẹ nhìn đó. Nhiều đứa con nên nhìn từ cha mẹ mình. Tại vì bây giờ nhiều người làm cha làm mẹ chúng ta cũng đâu có biết đạo đâu. Nếu bây giờ mà nói con hoàn toàn nghe cha mẹ, có chuyện nghe sai đó. Nghe là phải có trí tuệ mà nghe kìa. Cả bây giờ mình nghe cha mẹ mình mà sai đó. Tại vì cha mẹ mình đâu có hiểu đạo đâu mà đúng. Mà mình bị tin cha mẹ mình cũng bất hiếu với cha mẹ nữa. Cả cha mẹ mình mà có khi cũng bất hiếu với ông nội bà nội mình, ông ngoại bà ngoại mình luôn nữa. Rồi lấy cái gì dạy mình chữ hiếu đây? Nói bị nghe đi. Nên từ nơi đó chúng ta cần nghe giáo dục không? Nên quý vị coi, cái đó là cái quan trọng sâu sắc đó. Bây giờ mà những Đức dạy lớp đạo làm con, những Đức nó hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Những Đức khó giảng còn hơn cái gì nữa. Những Đức điều giảng tư tưởng không à. Tại vì bây giờ kêu nó nghe lời cha mẹ nó, bây giờ mình kêu nó đừng có đập đùi đập mũi đập dáng, về cha mẹ nó giết tá la hàm binh. Nó nói bây giờ con nghe lời cha mẹ con mà, cha mẹ nó giết tá la hàm binh nhưng sát sanh quá trời luôn. Rồi nhậu vô cầm thuốc hút nghiêu ngao. Còn mẹ đi quýnh bài tứ sắc, mình kêu nó nghe lời cha mẹ nó, cuối cùng nó nghe Iran vậy luôn. Thì nó nói thầy kêu con nghe lời cha mẹ mà. Vì coi khó dạy không? Cực kỳ khó dạy luôn. Nó, nên con người mà nếu không có trí tuệ là hoàn toàn đi lầm lạc sai lối. Sai lối không có nói vòng vo chứ. Nên những Đức dám mạnh dạng nói rõ ra sự việc. Chính cuộc đời những Đức thấy mẹ những Đức bất khổ còn hơn gì. Năm 49 tuổi bà già. Bà già quá trời già luôn. Có nhiều cô ở đây mà những Đức nói mấy cô nghe. Mấy cô mà chừng 49 tuổi, những Đức nhìn mấy cô cũng như con mẹ những Đức ngày xưa. Mẹ những Đức bà già cỡ nào quý vị biết chưa, bà khổ cỡ nào chưa. Bà cực khổ mà bà giỏi, đừng có nói mà bà bé giỏi đến mức mà mình ghét bà luôn. Tại vì bà giỏi mà bà không nghỉ ngơi chứ nghe. Buổi trưa bà còn chui xuống sàn nước, bà quét cái gì á. Bùn xình gì bà hốt tối ngày vậy đó. Rồi bà làm tối ngày hoài, bà không nghỉ ngơi chứ nghe. Bà không có bao giờ mà mở cái tâm ra một chút nào về cái việc bên ngoài cái gì chứ. Bà chỉ biết cái gia đình nhỏ nhỏ gì bà khổ hoài. Bà đi cắt lúa mướn, bà đi nhổ cỏ, bà cứ như vậy thôi. Cả đời bà thấy mình rất là thương bà. Nhưng mình thấy không, nếu như mình học như mẹ mình vậy thì cả đời mình đi rang. Bà năm 49 tuổi bà chết. Tuy bà rất là thương con bà, nhưng mà bà không biết gì về Phật Pháp cả. Còn ba Như Đức năm 64 tuổi ông chết. Cả đời của ông không có bao giờ mà được dư giả gì. Khi ông chết đi, nhà vẫn còn thiếu nợ lại. Cái khoản nợ mà ông sống còn thiếu lại.
Nó không có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà không có được lên nổi quý vị. Bây giờ những đức gặp Phật Pháp, những đức chia sẻ những điều này cho quý vị nghe. Phật Pháp có thể giúp con người mình nó phát triển được đó quý vị à. Có thể thay đổi được cuộc đời mình nó 100% luôn. Và sống một đời ý nghĩa dữ lắm luôn. Nên sự chọn lựa rất là quan trọng. Chọn lựa trong Phật Pháp mình phải có tâm bao dung mới có phước báo lớn. Nhưng sự bao dung của mình phải có trí tuệ kìa. Chứ đừng có bao dung cho cái người mà nó làm hại đoàn thể. Đừng có bao dung cho cái người mà nó phá cả gia đình. Sự bao dung đó một ngày nào mình tức tối lên giống như tắt nước dở bờ. Bị nhớ. Có nghĩa là sự bao dung mà mình thiếu trí tuệ. Tuy mình bao dung nhưng mà mình lại nghe lời chứ mình không phải thông tâm. Mình chỉ nghe thôi. Mình làm bằng một cái gán gượng bao dung. Đây phải chưa phải bao dung đâu. Bao dung là phải thông suốt hoàn toàn. Có nghĩa là mình phải thông suốt mình mới bao dung được. Còn mình chưa thông suốt thì mình hãy coi lại cảnh giới của mình mà bao dung. Thấy chưa? Coi kỹ cảnh giới của mình mà bao dung. Học Phật làm sao? Học ra một con người bình thường. Nhớ. Càng học Phật thì càng phải bình thường. Bình thường trong cuộc sống nhân sinh, đem nhân sinh đẩy vào Phật Pháp. Vì mới là học Phật đặc biệt. Nhớ. Nên sự chọn lựa rất là quan trọng. Những đức nói, những đức học Phật mười mấy năm nay không có chút xíu gì mê tín. Những đức nói thật một câu với vị, không có một chút gì mê tín. Tất cả những gì làm tu đều là rõ ràng xác thực. Có công thì có quả, chứ không có nói cái chuyện mê tín chút nào ấy. Rất là xác thực, rất là rõ ràng. Quý vị nghe những đức giảng pháp đi, nó không có một cái gì mê tín hết trơn quý vị. Tất cả những cái gì mà ngày xưa dù chư tổ sư làm, mà những cái việc mà nó không phù hợp cho nó cũng không làm nữa. Bây giờ ví dụ như ăn tổ cũng vậy. Ví dụ như bây giờ gạo nước đồ chì chú đẩy bi vô cho uống, hoặc là cho này kia rồi. Những điều đó tới đời những đức là không bao giờ phổ biến. Không bao giờ phổ biến luôn. Vì sao? Thờ của ăn tổ ngày làm là vì cái thờ đất nước Trung Quốc nó quá mê tín. Thì biết cái chùa Trung Hoa đồ chưa? Chùa Hoa quý vị thấy không? Đó. Quý vị thấy đốt nhang chưa? Mà xin xăm đồ là từ Trung Quốc mà qua. Cái nền đó là từ Trung Quốc mà qua đó quý vị. Thì quý vị biết cái nền văn hóa của Trung Quốc mê tín cỡ nào chưa? Con người ta nó quá nhiều mối đạo, nó quá mê tín. Từ nơi đó mà ăn tổ phải dùng cái cách đó, nó có lợi ích. Có lợi ích chứ không phải không có lợi ích. Dùng cái cách đó để dẫn dắt kẻ mê tín, để rồi mới dạy họ đi vào Phật Pháp. Các ngài làm được, các ngài làm được điều đó, chứ quan không làm được. Nhưng tới đời mình gọn là tốt nhất. Vì tới đời mình là cái đời cơm áo gạo tiền. Ngày xưa người ta rảnh, người ta ngồi nghỉ ngơi, có ngày làm ngày nghỉ rồi nghỉ ngơi quá trời. Quý vị biết rằng ở dưới miền quê người ta bị, lúc những đứa còn nhỏ nhỏ thấy 3 tháng làm, 3 tháng nghỉ. Làm lúa là 3 tháng làm, nước ngập 3 tháng nghỉ. Vậy thấy không? Mà làm lúa có bữa làm bữa nghỉ, nó có khi muốn chơi là chơi thôi. Nghèo nghèo vậy đó, bạn bè đến, bữa nay nghỉ làm, lôi ra nhậu. Nó nói là người Việt Nam thời gian nhiều. Thì qua bên nước Mỹ, bên nước Mỹ ít có quán cà phê bờ kè đâu lắm. Ít có quán cà phê mà đường phố. Tại vì sao? Ai rảnh mà ngồi uống cà phê như vậy? Người ta đều uống cà phê ngay căng tin của người ta làm việc, ngay công ty người ta làm mà ta uống. Chứ người ta đâu có ra ngoài bờ kè hay là qua ra đường phố uống đâu. Vì người ta không có thời gian. Thời gian người ta là thời gian làm việc, chứ không phải là thời gian để uống cà phê. Còn muốn uống thì xuống dưới căng tin ngay chỗ làm, nghỉ một chút đi xuống đó ngồi uống một chút xíu theo thời gian, phải trở về làm việc. Rất là rõ ràng đúng không? Nên đất nước Việt Nam của chúng ta là dễ tu, vì thời gian mình có nhiều. Vì thấy rõ ràng thời gian mình rất là có nhiều luôn quý vị. Nó những đứa có mấy anh em đi qua bên Mỹ, bên xuất gia bên, mà ông nói qua bên bển ông làm việc luôn. Cuối cùng đi qua bển đi làm neo. Kinh khủng không? Ông nói bển đi làm neo luôn. Tại vì sao? Nghe nói vậy chứ cúng dường rất là ít. Vì cái thời điểm dịch bệnh khổ quá không ai cúng luôn. Đó, nên quý vị biết cái người Việt Nam mình vậy chứ không đơn giản đâu quý vị. Nhưng đức chính, nhưng đức ở trong chùa thấy rõ ràng luôn. Đó. Có những người Việt Nam mình nghèo chứ chịu chơi thế ghê. Dám đem tài sản cúng dường mà. Chịu một quý rồi là chơi thiệt á. Đây là tôi trong chùa tôi tối 100% có luôn. Những đức nói cái người mà chơi những đức thấy rõ ràng, những đức chơi với người ta sao người ta chơi những đức vậy luôn. Hình như là giống như câu miền Tây nó là chơi bách sơ mục.
không còn gì nữa chứ, chơi sạch luôn. Giống cái câu mà nói là chơi xả láng sáng có giăng mấy cài gì. À, thật sự mà nói, hình như Phật tử nhiều người đến với những đức vị đó quý vị, người không có giàu gì chứ ngộ ghê á. Có cái cô kia, cô đến cô nghe mình giảng pháp, thì thấy không, đặc biệt hành trì chưa, gia đình lúc đó cũng phát triển đặc biệt, kinh doanh làm ăn chung với nhiều người, trong số lượng mấy nhiều người đó có một người giật hết, nó gom cổ hết luôn, 5-6 cái cổ phần bỏ vào, nó gom nó lấy sạch. Cuối cùng thì còn 4 người thì phải kiện thằng này, con mình bà này học Phật nghe mình giảng không kiện. Cuối cùng 3 người kia quay lại nó chơi bả luôn, nói bả là đồng lõa với cái người đó để lấy tiền. Bả nói hồi giờ nói sao cũng được, bây giờ thiếu nợ đúng không, bán nhà bán của trả nợ sạch luôn, rồi hai vợ chồng với con đi bán chôm chôm được không, chơi luôn ghê thiệt chứ, kinh khủng thiệt. Nói là gan ghê thiệt, nói là con tin nhân quả, thiếu nợ thì trả đi than van làm gì, thì ghê chưa. Nói, gan kinh khủng luôn, đi chùa bình thường mới bữa trước cầm đến 20 triệu cúng dường như thế, nói thôi thôi khó quá bán chôm chôm để dành ăn để cháu là cháu. Tôi chưa đến nỗi khổ đâu, mà nhà Đức nói câu nói đó tự nhiên mới xúc động mới khóc. Tại vì đưa cúng dường nhà Đức nói một câu, không phải nói cái kiểu gì mà nhà Đức nói thôi để dành lo cho gia đình đi, những Đức cũng có tiền chưa đến nỗi khổ, bây giờ khó khăn vậy mà cúng chi mà tới 20 triệu dữ gì, để dành trang trải chuyện nhà đi. Tự nhiên nhìn những Đức rơi nước mắt, xong nó thôi con có con cúng mà, thấy vậy nhưng mà bán chôm chôm mà lờ hơn người ta. Gán ghê chưa. Có nhiều người nước ngoài về gặp những Đức cúng 50 đô. Nó thiệt luôn, bà này bán chôm chôm cúng 1.000 đô. Gan ghê chưa. À, nên người Việt Nam mình mà nếu mà chơi thật lòng cũng ngon lắm á. Cũng nhiều người chơi thật lòng lắm đó quý vị, nhưng mà do quý vị chưa chơi với người ta thật lòng thôi. Chơi mà tính toán mà chơi lúc nào cũng là tính cái việc mà vừa đến là nghĩ cái vật chất không. Quý vị đừng có nghĩ tới họ vật chất, quý vị hãy đến với họ thật lòng đi. Hãy thật lòng bằng cả trái tim đi. À, quý vị sẽ thấy à, họ sẽ đến quý vị rất là nhiệt tình, thật lòng. Những Đức ở trong chùa không, những Đức biết nè. Quý vị thấy quanh năm những Đức có đi đâu không? Không có đi đâu cả, những Đức đều ở chùa không đó. Mà những Đức lúc nào cũng ổn định cuộc sống, lo cho bao nhiêu con người. Và quý vị về đây có khi nào mà quý vị thấy hết gạo không? Không có bao giờ mà chùa mình hết gạo, đều là phải chia cho người ta ăn bớt. Nó chia cho người ta ăn bớt, những người mà ở xung quanh ta, nhà quen quen Phật tử vô đây, những Đức nó lo cứ gỡ cho người ta ăn bao nhỏ nhỏ, chùm sớm. Tại vì họ đến đây, họ ở đây, họ tu mà, tình cảm quý vị. Không, những Đức sống nó là một nhân sinh lắm quý vị à. Những Đức có đặt vấn đề quá nặng nề rồi, những Đức nói rằng là hà Phật tử người ta về, ai cúng cái trái cây cái này kia chia ăn hết đi, mình miếng miếng mình ăn nó vui. Thật sự mà nói mong mà có tiền mua đồ ăn cho quý vị ăn, quý vị ăn những Đức mừng. Nó thật lòng mà nói, thấy người ta ăn mình mừng. Mình càng tu mình càng hiểu quý vị ơi, thật rõ ràng mà nói đó. Một hơi thở thở ra cũng hít vào cái gì mình đang đem theo đâu. Bây giờ mà tại sao mình không gieo đi, con người mình gieo hạt thì sao thì hưởng quả vậy thôi. Hiểu rồi thì mở rộng tâm lượng liền vậy đó. Mà tâm lượng khi mở rộng là tự nhiên cái phước báo tăng lên liền. Nó, tâm lượng mà mở rộng là phước báo tăng liền 100%. Con người mình là phước báo nó không có tăng là do nó hẹp tâm quá. Mà con người ta quá nghèo mà không nghe đạo thì nó hẹp chứ sao. Nên những Đức nói đạo pháp á, nó là một món tài sản vô giá, quý vị đừng có bỏ rơ. Tại chính bản thân những Đức này học lớp 3 nè, có người ra cái gì đâu. Những Đức thường nói kiểu này để làm chi quý vị biết không? Những người mà mình có trình độ mà đừng nói à, trời nghe ông học lớp 3 mà mình trình độ gì ngồi nghe ông sao mắc cỡ quá. Phan hãy suy nghĩ gì. Phan hãy suy nghĩ gì. Những Đức nói câu này là cho quý vị nghe là để làm chi phải không? Để cho quý vị thấy rằng những Đức là ý những Đức muốn nói, những Đức không có làm được cái gì đâu ngoài đời. Mà niệm Phật không mà những Đức làm được gì là mình nâng Phật pháp lên đó. Hiểu không? Chứ không phải mình nói mình học lớp 3 mình tài hay gì, đâu phải đâu. Đâu có nói cái vụ này. Nhưng mà trong nhà Phật quý vị phải nhớ rằng chí vô sư, nó có cái loại đó đó quý vị. Nên có những người tuy người ta học không nhiều nhưng mà nhiều đời người ta học rồi sao?
Nên từ nó nói những đức lên thuyết pháp, vì thấy thao thao bất tuyệt, nó không có trở ngại đúng không? Nói bị nghe được rõ ràng luôn mà, nghe được nữa, nói chơi chơi mà nghe được có ngộ chứ. Nó, nên có rất là nhiều người khi người ta nghe những đức giảng mà người ta gặp những đức tâm mừng cũng hơn. Giống hồi sáng gặp một cái cô đó, đò, thấy thầy ho, gì đâu mà thấy nó xót xa trong lòng. Bẻ bông đu đủ nè, bỏ vô bọc, ngâm cái này nè cho thầy ngậm nè, bả lỡ mà bả mà, trời ơi bả mừng mà bả đưa mà bả... đưa mà bả trong lòng bả vui gì đâu. À, không, những đức đó thật cho quý vị nghe nghe. Có những kia giống như cô kia bữa đó, cô 4 năm nghe mình giảng, cô mừng quá gặp mình, quá mừng. Tự nhiên sau lưng bà ôm mình cứ ngắt, mà bà mới 45 tuổi à, trẻ khô à, nè ôm cứ ngắt luôn. Rồi bà cầm cái máy chụp hình bà chụp, như Đức nói cô xóa hình đi, ôm mà xóa đi, chứ bà chụp bà bỏ lên mạng phiền phức lắm, mà giảng cái này người ta cũng biết hết trơn. Bây giờ nói thì sao bây giờ? Người ta cũng quý mình quá trời, nhưng mà Phật tử tốt nhất là đừng nên làm gì. Dù là những đức nó rất là vui, nhưng mà mình đừng nên làm gì. Mình làm gì người ta hiểu lầm chết mồ. Thấy không? Nó không thầy mà sao để gì. Nhưng mà bà chơi bác tử ai mà chở tay kịp. Chơi bác tử mà chở tay không kịp. Tự nhiên bà lợi bà chụp hình rồi xong mà tự nhiên bà ôm mình cứ ngắt luôn rồi vậy sao vậy? À, tại vì người ta nghe pháp 4-5 năm người ta cũng quý mình quá trời chứ tao không có ý gì đâu. Nó từ nơi đó. Thấy không? Không, bây giờ những đức nó nói cũng nhiều người người ta quý thương nha quý vị. Không mà tự nhiên mình được nhiều người quý thương mình cũng thấy cái ấm áp. Mà nhưng mà trong cái quý thương nó phải giảng dạy cho người ta nghe hiểu rõ ràng. Chứ nếu không người ta lao theo cái hình ảnh không là cũng không tốt. Phải học Phật, phải là đem Phật pháp áp dụng trong cuộc đời mình, và phải có cái tâm giải thoát. Đúng không? Khi mình quý quá quý rồi, một ngày nào nghe ai đồn cái tin này tin kia, cái là lúc đó mình gục ngã. Nó bị giống như mà hụt hẳn á. Mình giống như mình quý người nào đó quá, mình tu sùng người đó quá. Tự nhiên mình nghe cái nguồn tin gì của người đó mình chịu đâu có nổi đâu. Mình chịu không có nổi. Phải cẩn thận, có chuẩn bị ngày đó đó. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Trong Phật pháp nó nhất định nó phải gặp nạn thôi. Nạn làm gì cũng có. Hiểu không? Nên chúng ta đến với cuộc đời này, đến đó, gặp nhau bất tử. Khi đi cũng đừng chào nhau làm gì. Nên nó có dư âm hình ảnh, phim ảnh, giảng pháp, có hết chứ người. Đó là dư âm đẹp nhất để gọi là học Phật, là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn chừng nào đến thì nào đến, nào đi đi thôi. Nó tự tại nhất là gì cho quý vị. Nhớ Phật pháp hay lắm đó. Nếu mà thật sự học Phật mà hiểu biết thì thôi. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. À, học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người đó chàng. Còn nếu như mình mà học Phật, quý vị nhớ nghe, học mà nếu mà không có kết quả phải quay đầu liền. Cũng là niệm Phật, cũng là tu cầu giải thoát. Nhưng mà nhớ nè, ví dụ chúng ta cũng từng nghe người này người kia giảng đi, cái nào mà cao quá nghe không được, làm không được, đừng có làm. Làm không được, tại vì giảng sanh nó có thượng trung hạ. Ví dụ như người ta giảng cho bậc thượng, ví dụ như là người ta căn thượng sao, người ta giảng cho bậc thượng, mình nghe bậc thượng mình nói tao kiểu này tôi dối không tới, mình làm không có được, buông ra. Ông này ông giảng cho bậc trung, mình là bậc hạ, bậc trung mình làm không được luôn, buông bậc chung ra. Mình nghe ai giảng bậc hạ? Tôi giảng bậc hạ nè. Nhưng quý vị nhớ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói rằng thờ mà pháp niệm Phật thành tựu, chỉ cần chí tâm tin ưa niệm Phật thì Phật rước. Tuy là nói bậc hạ chứ thượng trung hạ cũng nằm ngay cái hạ. Phải nhớ kỹ là thượng là người ta hạ xuống chung để cho chung sống, chung người ta sẽ hạ xuống với hạ, tại vì thượng và trung hạ xuống hạ, tại vì căn tính hạ nhiều nên thượng và trung hạ xuống để cho hạ người ta làm được, đó mới gọi là trí tuệ.
chứ không có lên thượng được. Thượng mà chung người ta không làm được, mà người hạ thì quá nhiều. Căn tính mình phải hạ không? Hạ cấp luôn, quá hạ luôn, hạ 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 hạ. Không phải là một chữ hạ mà quá nhiều chữ hạ. Bây giờ đơn giản thôi, ngày nào nhà Đức cũng thường nói câu: thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, đừng buồn dặn người để trong tâm. Vậy mà có nhiêu đó mà có khi còn chưa làm được. Nghe gì rồi cái lão đầu: mô Phật con làm được, con làm. Nhưng mà về có một ngày một thôi là bắt đầu là trở ngại rồi. Rồi buổi sau phải nghe nữa. Thấy hạ chưa? Chứ đừng có nói chi văn tự cao xa. Nên mình học Phật á, mà gia đình của mình thấy mình lạ, người ta nói anh sao học lạ quá, chị sao học lạ quá. Mình hỏi lạ chỗ nào, nói giùm tôi nghe. Nó thấy anh chị không có đúng bình thường. Nó trời trời, không bình thường là sao? Không bình thường là tôi thấy sao làm nhiều chuyện lạ quá, nhiều chuyện không bình thường. Vậy là lạ rồi. Ví dụ như có một cặp vợ chồng kia, hai người niệm Phật giảng sanh, nghe cái bài giảng nào không biết ai giảng. Cuối cùng hai vợ chồng một cái nhà cắt làm đôi, làm miếng vách ngang, làm cái lỗ. Mỗi ngày bà vợ mới nấu cơm, mới đưa cái tô cơm nó ăn, ăn kệ ông. Rồi hai bên mỗi người lo niệm Phật, không gặp nhau gì hết. Một thời gian ăn cơm no bụng mà không niệm Phật được thì nó không có tiêu hóa được, thì bắt đầu nó chướng, chướng cái bụng lên. Bắt đầu ổng á, ổng tức quá, ổng mới đá cái viên vách. Tại mày mà mày chia cách vợ chồng tao. Mày thấy không? Thấy tào lao chưa? Học Phật là học Phật, còn chuyện vợ chồng là chuyện vợ chồng, sống với hạnh phúc chứ sao mà làm miếng quách làm chi. Tại vì nghe ngay cái bài giảng của bậc thượng nào đó là bây giờ niệm Phật tu hành, vợ chồng mà còn vậy là không giảng sanh. Trong cái cõi đời này người ta là vợ chồng với nhau không, nếu mà vậy thì trở ngại hết trơn rồi. Trở ngại cái chuyện người làm vợ làm chồng rồi. Bây giờ chồng vừa đi học Phật vậy là không gần gũi vợ, vợ đi học Phật không gần gũi chồng. Vậy thì cái sự trở ngại của cái thế gian này dữ quá. Phật pháp vậy là người ta không dám học, hiểu không? Mà Phật pháp chỉ người ta tự điều tiết. Điều tiết đừng nên quá đáng thì phù hợp, điều tiết đi giữ gìn sức khỏe mà. Nó cái chuyện mà cấm đoán luôn thì không có được. Chừng nào mà hết gan thì tính. Đúng không? Trời ơi. Đức Phật là thầy của chờ người. Đó. Thầy của tam giới. Cái trí tuệ của Phật ta nhìn rộng vô cùng, ai đó mà chỉ kỳ cục. Nhưng mà Phật pháp nó có thượng trung hạ, hiểu chưa? Có nghĩa là có những người, người ta là làm gì bậc thượng thì chuyện nó của người ta, nhưng mà có những người có gia đình thì theo ý của gia đình, hiểu không? Phật pháp gì thì vị thấy ai mà không học được không? Ta học được hết trơn, ai cũng gần gũi Phật pháp, người ta thích chứ, vị thấy không? Những điều những Đức nói với vị nghe, vị thấy học Phật thấy khỏe không, mà tự tại vô cùng không? Dù tiền không có nhiều nhưng mà mình rất là khỏe, rất là an lạc, rất là tự tại luôn. Mà gặp được một cái nơi gì đúng là một đại gia đình hạnh phúc, đúng không? Từng chủ nhật nào mà về đây cũng vui chứ. Những Đức hỏi quý vị, cái chữ thanh tịnh, quý vị phải hiểu cái chữ thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh mà mình không hiểu mình sai á, làm bậy quá. Có những người nói thanh tịnh là không có vọng tưởng, bậy. Quý vị vừa ăn thôi là quý vị đã vọng tưởng rồi. Vì vừa nghĩ một cái bận đồ đi tắm thôi, nó là vọng tưởng thôi. Đó là vọng tưởng chứ gì? Vọng tưởng là một cái ý niệm sai ngoài có Phật hiệu, mà bản thân mình vừa muốn cái đó là nó đang nghĩ tới cái đó. Nghĩ mới làm. Một ngày chúng ta làm bao nhiêu việc là chúng ta nghĩ bao nhiêu việc. Bây giờ quý vị sống trong cái cõi đời này, ngũ dục lục trần mà quý vị kêu, quý vị phải hoàn toàn cái tâm quý vị im hoàn toàn để trong định. Niệm Phật chừng nào không còn vọng tưởng. Bậy quá. Ai làm được điều đó thì quá tốt. Còn nếu người làm không được mà tính nguyện thì Phật cũng rước. Tại vì giảng sanh có thượng trung hạ, đúng không? Nên có những người, người ta tu tịnh độ mà tại sao người biết, người ta tu với người ta bỏ cuộc? Vì người ta thấy người ta không có cơ hội làm gì bây giờ. Không có cơ hội làm gì bây giờ. Bây giờ mình cho người ta thấp nhất đi, người ta làm 10 năm sau người ta sẽ leo lên một chút à. Quý vị biết rằng mười mấy năm nay những Đức niệm Phật, quý vị hỏi những Đức thầy niệm được cái gì?
tôi niệm được nụ cười. Nó tờ tờ niệm Phật mà tự nhiên niệm được nụ cười. Vậy tôi hỏi ông thế giới cực lạc ông về đó làm chi vậy? Tại sao nói cực lạc? Cực lạc là cười, ông hiểu chưa? Cùng cực an lạc là cười chứ gì. Nếu ông nói cùng cực an lạc, thế giới cực lạc không có cười, mà nội tâm của người ta trong định. Ông trong định được không? Cái cảnh giới của ông đây là cười, rồi ông mới định. Định là gì ông biết không? Định là khi ông cười trong cõi đời này, nhưng ông biết nó là giả tạm, nhưng ông phải cười, đó là định. Nguyên lý đó ông phải hiểu. Chứ nếu như mà trong định ngồi như bậc A-la-hán, sự an lạc như bậc A-la-hán, thì bây giờ ai làm được đây? Bây giờ mình chứng một cái quả thấp nhất tu đào hàng mình đã không làm được rồi, đừng nói chứ A-la-hán. Cái chuyện nhỏ đó thôi mình cũng làm không được. Bản thân chúng ta bây giờ chỉ có tín nguyện chờ Phật đến trước thôi. Chừng nào Phật đến trước thì đi, còn Phật chưa rước thì tiếp tục mà sống cho tốt. Vì cái cõi đời này bị học Phật, người ta nhìn bị ta cũng mê. Sống thì tốt đẹp, vui vẻ, an lạc, tự tại, làm việc thiện, việc tốt, gì làm được thì làm. Còn đi, sắp sửa đi thì Phật đến rước. Cha người ta còn cái gì nữa? Đòi hỏi cái gì nữa giờ? Dù là mình chưa về thế giới cực lạc, nhưng mình đã có được cái sự an lạc của cái cảm giác cực lạc rồi. Quý vị coi như những đức học Phật, niệm Phật mười mấy năm nay, càng học càng an lạc. Càng học Phật càng an lạc. Ngày xưa chưa học Phật ai gặp cái mặt cũng mắc ghét. Người ta gặp người ta muốn cầm chỗ trà, người ta quýnh lên đầu mà chết. Chứ đừng có nói bây giờ kêu vuốt đầu. Ngày xưa mà nói mà tôi nói thiệt, thật sự mà nói mà hung cái đầu người ta, người ta còn không cho, đừng nói kêu. Bây giờ mà kêu lấy tay vuốt đầu, hiểu không? Bây giờ mà bao nhiêu người người ta thương yêu, quý vị thấy. Học ra vậy là được rồi. Từ một con người mà ai cũng thấy ghét. Những đức từng nói rằng ăn nhậu mà té ạch ạch mà chó còn không đến liếm cái tay. Vì mà bây giờ nhiều người thương, nhiều người quý. Mấy cô cũng quý, cũng ngưỡng mộ. Còn gì nữa? Giờ mấy ông bây giờ học giống tôi cũng được rồi. Mấy ông học chỉ càng mà được như tôi là thấy ngon rồi đó. Nó nói gì cao sang chứ cho nó mệt. Đúng không? Hiện tại là đã an lạc là vui rồi. Nó rồi bao nhiêu con người sống chung vui vẻ, mà lại nuôi được bao nhiêu bà già nữa chết trời. Ngày xưa có nuôi ai đâu, không nuôi được ai chứ nha. Thấy chưa? Trời ơi, nói gì mà cao xa dữ cái chàng. Có khi cả đời gặp Phật Pháp không có làm được cái gì hết trơn á. Cái gì cũng không làm được, nhưng mà cứ ngồi để trông ngóng cái chuyện mà phải định, phải không có vọng tưởng. Cả đời cứ vậy hoài không làm được cái gì hết trơn chàng. Trong khi Đức Phật ngày vừa thành Phật ngày ra ngày làm việc liền. Ngày vừa thành Phật là ngày ra ngày làm việc liền vậy đó. Bây giờ quý vị coi mỗi ngày lao 2000 người nữa, quý vị nghĩ sao? Bao nhiêu căn tính con người gặp, rồi bao nhiêu con người ngồi gì mới bị nghe được rõ ràng còn gì. Quý vị nghe những đức giảng pháp đâu phải là quý vị bắt chợt, quý vị bắt buộc phải ngồi, rồi những đức xuất hiện đâu bất tử. Trời ơi, giờ vô đây rồi phải ngồi chứ sao bây giờ. Đâu có chuyện này đâu. Mà quý vị từng nào quý vị cũng đông như vậy, có nghĩa là quý vị nghe những đức bị thích. Đúng không? Từng nào cũng vậy. À, mà lễ Quan Âm đội vị coi mười mấy 20 ngàn người thí dụ đi. Thì người ta thích người ta mới đến. Cái này gọi là đưa lên chương trình là thay thích những đức tổ chức chương trình. Người ta thích người ta đến. Chứ đâu phải là mình giấu che tên tuổi mà mình đưa tên nổi tiếng lên rồi mình xuất hiện ra. Đâu có. Đâu có tầm bậy đó đâu quý vị. Có nghĩa là cái điều này là những đức đi niệm Phật. Rồi bây giờ những đức làm việc cho quý vị. Mà quý vị chấp nhận cái người này. Có nghĩa là những đức là giống như là nhà đầu tư chính. Mà quý vị là những công ty con cùng kết hợp. Có gì? Quý vị lại chịu đầu tư với những đức mà. Nó thật sự là mấy anh em nào mà làm ăn kinh doanh phải không? Tôi là kinh doanh chính nè. Mấy anh chị là đi đến đây là chi nhánh con. Thấy không? Bây giờ tôi ngồi ở đây phải công ty chính không? Phải nói rõ là tôi là tổng giám đốc. Nó ngồi vị trí cao nhất chứ. Đúng không? Mà tổng giám đốc này lại là trình độ lớp 3. Mấy vị coi, mấy vị ở đây nhiều người trình độ cao lắm á. Rất là nhiều người trình độ cao luôn, không phải giỡn đâu. Mà trong khi đưa một tổng giám đốc lên lại là học lớp 3. Mà cái cuộc thi của họ thi mà đạt giải được là ngày xưa ngoài đời là gì? Nhậu rượu chuối, uống bia Sài Gòn đỏ, Ken. Rồi quán cà phê nào mới mở đi xuất hiện.
Bữa nào có tiền thì Sài Gòn đỏ, bữa nào không có tiền thì vũ chuối. Bữa nào có tiền thì cánh gà chiên nước mắm, bữa nào không có tiền thì đầu phộng rang. Cái bằng cấp những đức lấy được là bằng cấp đó mà quý vị lại chịu nghe. Nó lạ chứ. Ngộ chưa? Thế chi mà những đức bao nhiêu năm nay mà những đức đi đi học chỗ này chỗ kia. Quý vị nghe những đức thì bị nói tại ông thầy này ông đi học chỗ này chỗ kia nhiều quá. Quá hiểu nhiều rồi. Ổng có bằng này bằng nọ nên phải nghe ổng. Nhưng mà những đức muốn nói điều này cho quý vị nghe là quý vị thấy đệ tử của Phật A Di Đà là cái người không có đơn giản. Chỉ cần quý vị chịu làm đệ tử Phật A Di Đà là không đơn giản. Phải nói rõ ra là Đức Phật A Di Đà ngài tạo thành một cái phước báo nhân duyên và trí tuệ viên mãn. Quý vị chỉ cần thật sự quý vị muốn làm đệ tử Phật A Di Đà là ngài nói niệm danh hiệu ta, chí tâm tin ưa. Chỉ cần làm đệ tử ta là chuyên sâu tin Phật mà niệm Phật thì tự nhiên con sẽ có được cái món tài sản của ta. Chỉ vậy thôi là có món tài sản của Phật A Di Đà. Chính bản thân những đức chưa bao giờ từng học qua một cái trường học nào vừa gọi là giảng sư giảng pháp gì chứ. Có hôm qua cái bà đó mới gặp những đức mới nói dạ con kính chào pháp sư. Nó không có vụ này. Không có vụ này đâu. Tôi là chia sẻ Phật pháp. Tất cả bài giảng pháp những đức đều nói chia sẻ Phật pháp. Chưa bao giờ những đức nói giảng pháp mà là chia sẻ Phật pháp. Chia sẻ Phật pháp, chia sẻ là để là cái gì? Những cái gì mình tu học được mình lấy mình chia sẻ ra. Chứ bản thân mình mà nói là pháp sư không có cửa đó đâu. Mình làm gì mình giảng kinh giáo đâu mà pháp sư gì? Mình không có giảng được. Mình chỉ là đem Phật pháp chia sẻ ra những cái mình làm, mình có lợi ích trong cuộc đời mình, mình đem mình chia sẻ ra. Ai tiếp nhận được thì lấy đó mà áp dụng để cuộc đời mọi người chúng ta được tốt, được vui. Vậy là được rồi. Đâu có gì cao xa đâu. Mà hàng Phật tử thấy từ đó giờ những đức có bao giờ xưng thầy với quý vị không? Những đức chưa bao giờ những đức kêu quý vị là con nghe. Những đức không có kêu được cái tiếng này luôn á nghe. Đối với mấy cô những đức kêu bằng chị không? Quý vị thấy rõ ràng không? Đa phần những đức kêu bằng chị và mấy anh kêu bằng anh không? Đa phần nói chuyện là kêu các chị, các anh không? Không có bao giờ mà những đức kêu ai bằng một tiếng con hết chứ. Cái đứa con nít mà những đức cứ kêu nó bằng các giáo. Nó không dám kêu nó bằng con. Ngộ ghê, những đức kêu bằng các giáo là nhiều nhất. Từ khi nhỏ quá nhỏ những đức mới kêu con thôi. Còn ngoài ra Phật tử chưa bao giờ tôi dám kêu một tiếng con luôn. Tôi thấy tôi không có làm được cái gì chứ mà con cái gì. Thôi chúng ta làm bạn đi hay nhất. À. Làm bạn cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tôi nói thiệt, tôi không có làm được cái gì coi quý vị như Phật đâu. Tôi không có làm được điều đó đâu. Tôi thấy ai vừa bụng thì tôi thương, còn không vừa bụng thì tôi ghét. Nó xác thực là vậy đó. Xem tất cả mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Đố mà tôi xem tôi là phàm phu. Tôi mà xem tôi là phàm phu thì tôi cũng xem quý vị là phàm phu. Hiểu không? Hãy hỏi lại lương tâm mình đi. Mình dám xem người ta là Bồ Tát mà xem mình là phàm phu không? Từ khi mình là Bồ Tát mình mới nhìn ra mình vẫn là phàm phu, hạ mình hoàn toàn. Còn bây giờ mình là phàm phu mà mình xem người ta là Bồ Tát không có cửa đó đâu. Hãy thật lòng đi bạn. Bạn hãy thật lòng đi. Bạn học Phật sao mà bạn học thật lòng từ tâm bạn đi. Bạn chỉ dạy người ta vậy người ta sẽ thoải mái cái tâm người ta dữ lắm. Vì người ta còn cái sai mà. Người ta còn cái sai, người ta thấy người ta còn những cái điều sân si khó chịu đó. Người ta thấy ồ vậy là tôi vẫn còn cơ hội giáng sanh. Tôi còn sân si còn khó chịu nhưng tôi là phàm phu mà. Mà con là phàm phu thì con mới niệm Phật, con cầu Phật đến rước. Phật ơi con là người không biết đi về thế giới cực lạc sao Phật? Bây giờ chỉ con hướng tay con đi một chút con lọt về núi Bà Đen. Không về cực lạc mà vô núi Bà Đen, núi Sam, núi Cấm không? Sao mà đi về cực lạc? Con không biết đường nào đi mà không biết đi sao luôn đó Phật. Bây giờ Phật đưa lên con đường cho con là bây giờ danh hiệu của ta, các con cứ niệm, chí tâm tin nơi ưa niệm danh hiệu ta. Thì đến khi mệnh chung ta đến rước các con không biết đường đi đâu. Bậc A-la-hán như tôn giả Mục Kiền Liên mà dùng thần thông, mà đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Vậy mà bay mà còn không tới thế giới cực lạc, mà lọt vào thế giới của Đức Phật, thế gian tự tại dương Như Lai. Thế giới cực lạc không đến được. Tại vì sao? Không, thế giới cực lạc không phải là dùng thần thông bay đến, mà toàn là phải phát nguyện. Dù là bậc A-la-hán cũng phải niệm Phật phát nguyện. Chính Đức Thăng, Đức Phật A-di-đà và hàng thánh chúng đến tiếp dẫn về cực lạc. Thế giới cực lạc là cái nguyện về
cái nguyện mà đến ngày đến nước gì, nên ai cũng phải niệm Phật ngày đến nước gì. Còn nếu như bây giờ mà mình tu niệm Phật mà mình nói rằng bây giờ mình phải đạt cảnh giới gì, thì mình tu tuy là niệm Phật là pháp nhị lực, nhưng mà mình lại tu tự lực. Rất là nhiều người giảng tịnh độ tuy là nói về pháp niệm Phật, nhưng thật sự họ giảng về tự lực. Bây giờ họ phải niệm Phật làm sao, tâm thanh tịnh niệm làm sao để mà gọi là đi vào công phu gì đó, họ nói cái điều đó. Rất là nhiều người chúng ta nghe, chúng ta thấy mình gió mới tới. Mình gió mới tới, mình niệm bao nhiêu năm nay mà vọng tưởng tràn đầy. Rồi vừa niệm Phật mà vừa đẻ vọng tưởng. Đem Phật, đem danh hiệu Phật để đánh vọng tưởng. Ai di đà Phật. Ví dụ gì nè. Dù mình đang niệm ai di đà Phật, ai di đà Phật, mình nghĩ ngày mai mình đi làm cái gì, ngày mai mình đi mua cái gì. Rồi mình đang niệm Phật thì mình nghĩ biết chồng giờ này nó đang đi làm ở đâu, rồi không biết nó có đi chơi ở đâu không. Đó. Tự nhiên mình nói đang niệm Phật mà tôi không muốn nghĩ điều này. Phật ơi, đè. Phật đè. Phật đè, đè chút mình. Quá nhức đầu. Chịu hết nổi. Gọi là niệm Phật nhưng dùng ý căn niệm Phật. Thí dụ như bây giờ đi, người ta giảng cho những bậc thượng đi, nếu như niệm Phật mà vọng tưởng thì giống như cái câu là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm gác họng cũng uổng công. Đối với bậc thượng thì vậy là không đúng rồi. Còn đối với bậc hạ của chúng ta thì miệng niệm là nhất định tâm phải nhớ. Công nhận không? Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, khi miệng quý vị nói bị nhớ những đức thì miệng nói trước hay tâm nói trước? Tâm nhớ trước, miệng mới nói nhớ thầy đức, đúng không? Vậy thì miệng quý vị niệm Phật là tâm quý vị phải nhớ Phật trước, miệng mới niệm Phật. Nhưng cái tâm nhớ Phật đó quý vị vẫn không biết là cái tâm nhớ Phật. Mình bị mê chỗ này thôi. Mình bị mê là cái tâm mình nhớ Phật mà mình không biết cái tâm mình nhớ Phật. Mà mình đang niệm Phật là tâm mình nhớ Phật. Tại vì cái tâm nhớ Phật đó đó, nó nhỏ cũng như một sát na nhỏ, không tưởng tượng như vi trần luôn. Nó nhỏ đến mức như vậy luôn. Nó nhỏ mà cái nhớ Phật của mình nó như vi trần vậy đó. Bản thân mình không đo lường được cái vi trần nhỏ đó luôn. Mà thật sự là tâm mình nhớ Phật thì miệng mình mới niệm Phật. Chứ không phải là không có tâm làm sao có miệng. Nó phải có tâm mà vì cái tâm đó nó quá nhỏ, nó chưa đi đạt đến cái trình độ mà mình nhớ mà cái tâm lớn ra. Mình phải niệm từ từ, miệng niệm từ từ. Ban đầu là chỉ miệng. Cái vi trần của tâm nhỏ vô cùng, không biết được cái tâm nhớ Phật. Nhưng thật sự là cái tâm nhớ Phật. Và mỗi cái vật hiệu niệm đó, nó chồng thẳng vào chủng tử A-lại-da thức. Lâu ngày rồi cái tâm nó mới phát ra. Lúc đó mình sẽ biết mình đang nhớ Phật và mình sẽ niệm Phật. Nhớ Phật mình sẽ niệm Phật. Rõ ràng luôn. Mỗi lúc mọi nơi mình rất rõ ràng hết luôn. Thế thì hỏi những đức thầy có làm được điều đó không? 100% là có. Là những đức nhớ Phật rõ ràng, những đức niệm Phật. Còn ngày xưa những đức niệm Phật niệm, những đức nó ủa cái tâm ở đâu ta? Thì sau này những đức có hiểu. Thì ra là lúc đó mình niệm Phật cái tâm mình nó nhỏ như vi trần. Cả mình niệm Phật mà mình cũng không biết cái tâm mình nhớ Phật luôn. Rồi mình nghe cái rồi bắt đầu mình mắc tính tâm. Mình nghe cái là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm gác họng cũng uổng công. Mình thấy mình vọng tưởng mình uổng công niệm Phật, mình không niệm. Nhưng mà câu Phật hiệu niệm ra là có chủng tử của Phật liền. Mà làm gì uổng công. Nên cái đó là giảng cho bậc thượng. Còn có khi giảng cho bậc trung và có khi giảng cho bậc hạ. Mình phải biết mình ở bậc nào thì mình sẽ phát tâm niệm Phật liền. Tại vì câu Phật hiệu này mình sẽ niệm liền. Tại vì lợi ích mà. Chính bản thân những đức niệm Phật, những đức chưa bao giờ nghĩ những đức đạt một cái gì. Nhưng mà những đức thấy rõ ràng là cái lợi ích, cái cảnh giới những đức đang sống. Quý vị coi mình về cực lạc thì ảnh hưởng cảnh giới cực lạc. Mình ở cõi ta bà ảnh hưởng cõi ta bà. Mình ở cực lạc mình xuống đây thì ảnh hưởng ta bà. Mình đi về cực lạc thì ảnh hưởng cực lạc. Mình đi đến quốc độ của Phật nào thì ảnh hưởng quốc độ, cái quốc độ Phật đó. Vậy thì cái Phật pháp mà quý vị tu học đó là quý vị dù ở thế giới cực lạc đi xuống đây, quý vị cũng phải ảnh hưởng cái cõi ta bà. Làm sao mà quý vị học Phật mà ảnh hưởng cõi ta bà thì đúng là Phật pháp. Hiểu không? Bây giờ thí dụ như quý vị đây ngồi đây, người nào là người ở thế giới cực lạc xuống, quý vị tu học làm sao mà quý vị ảnh hưởng cái cõi ta bà này? Là cõi ta bà này quý vị phải độ một số chúng sanh người ta tu. Quý vị phải đem Phật pháp nó giới thiệu, một số chúng sanh phải được lợi ích. Phải nhớ kỹ cái điều này thì đó là mới lợi ích. Còn nếu như quý vị đi đến đây mà quý vị chỉ có một mình mà không ảnh hưởng ai hết, cứ ngồi đó lục đục một mình, như vậy thì bản thân quý vị chỉ là tự tu. Còn nếu như thật sự mà có lợi ích thì bản thân quý vị sẽ làm lợi ích cho một số người bên cạnh quý vị.
là chính cái hành động quý vị. Hãy nhớ kỹ nha đó. Nên Phật pháp nó hay dữ lắm quý vị à. Có môn tịnh độ này thù thắng lắm, nhưng mà nó phải đi vào cái trọng tâm mà phải tin Phật kìa. Nói tin Phật cho mấy người tin Phật đó. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày dạy là con hãy tin sâu nhân quả đi, nhưng mà mình đụng cái gì là mình chữ sùm. Bây giờ mình nói thật sự, mình ngồi mình nghe pháp gì đó, nhưng mà một chút ra ngoài cái đôi giày đôi dép mình để trên cái lan can vậy, mà ai lấy đôi dép đi mang đi mất tiêu. Nếu mình mà vừa ra thấy đôi dép mất tiêu rồi bắt đầu là mình đi chân không, mình xuống mình kiếm cơm ăn bình thường, đi vòng vòng niệm Phật thì đúng là quá đạt. Sợ bị đi vòng vòng bị kiếm bị chữ sùm. Hiểu chưa? Nó là tin sâu nhân quả đó, là chưa tin rồi đó. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã lấy đôi dép người ta, bây giờ nó lấy đôi dép của mình. Bây giờ bao nhiêu con người đi đến đây gì mà tự nhiên trong đây có một người bị móc túi. Nó xui thì ghê, xui cái gì xui. Bà cũng từng móc túi người ta, giờ nó móc lại chứ xui gì. Sao bao nhiêu người nó móc, nó móc túi bà. Hiểu không? Nhưng Đức vừa đi ngang cái lan can chùa, tự nhiên những Đức vừa đi ngang cái này, đúng là nó rõ ràng luôn, nói dòng dối. Mình đang đi ngang vậy tự nhiên bà già trên bốn nước bà hắt vô cái mặt mình một cái đống nước vô mặt mình, ướt mình mẩy chứ. Mình lấy nước mình chùi gì mình liếm mình uống luôn, mình đi niệm Phật bình thường. Tại vì sao? Tôi tin rằng là tôi đã từng tát nước vô mặt bà, bây giờ bà tát lại quề không nào dòng dối. Khỏi càng suy nghĩ mệt quá. Nghe không? Chắc giờ đang nóng bà tát cho mình mát. Nghĩ vậy thì thoải mái vô cùng, còn nhìn lên ai à? Kiếm người đó tôi coi ai tát nước cái mặt tôi. Như thua rồi, đúng không? Gặp bao nhiêu trường hợp vậy mà nó quá trời luôn, thì chuyện dẫn chết. Tất cả sự việc gì mình sống, mình gặp nhau trong cuộc đời, cái gì cũng là nhân quả. Mới hôm kia đang ngồi nói chuyện với Phật tử, người ta nước ngoài người ta về tiếp, người ta khen mấy bà già ở chùa quá trời. Vừa mới khen bà tự nhiên bà đi lang bang ra, nói gì nữa đây. Kiếm mấy cô coi ai dẫn bà già này vô, thấy cái mồi chắc có tin tức. Mấy cô đi làm chứ đâu có ai đâu, có mình ngồi thôi, mình ngồi im gu thôi. Có bà lợi bà nói gì, bà lợi bà lộn ra cái quần nhỏ của bà, ai làm gắt. Bà lợi trời ơi, bà đưa vô cái mặt mình, bà nói thầy coi cái quần con gì mà con nào xé. Mà vừa khen mấy bà đó, khen mấy bà già đây niệm Phật giỏi lắm luôn này kia. Xong Phật tử nói ủa bà này ai vậy thầy? Những Đức nói cái bà này tâm thần mới vô đây tu một bữa. Cái bài bình tâm thần người ta đưa vô tu cũng một bữa một bà. Phật tử người ta thấy người ta nói công nhận thầy từ bi thế ghê. Thấy chưa, mình lanh lẹ cái chỗ đó liền, chứ không lẽ mình nói với bà trong chùa. Thôi tội nghiệp người ta mất tính tâm làm sao. Hiểu không? Bây giờ nói thì người ta cũng nghe rồi, nó công nhận thầy này cũng lanh thiệt. Nhanh quá trời nhanh luôn. Xong mình vừa nói vậy cái bà nói không có thần chủ. Xong rồi quý Phật tử cũng nhìn để đó nói mấy cô thấy rồi đó, thần chủ cộng tu mà bả còn không biết thì là biết bả là ở đâu rồi. Cũng là đúng là hai thầy trò quay vòng vòng Phật tử nước ngoài đó. Ghê không? Trời ơi đúng là kinh khủng lắm. Ngộ ghê luôn. Còn quý vị nhớ mà nhà Đức kể vị nghe câu chuyện không? Cái câu chuyện mà gọi là hai bà giành quần. Hai bà giành một cái quần. Rõ ràng không? Nó ra bắt những Đức phải là xử lý là quần này của ai. Những Đức nói bây giờ quần của ai chắc chắn cũng có chuyện, không có công bằng được. Cuối cùng những Đức nói quần này của tôi. Tất cả đồ của mấy bà tôi mua không thì quần này của tôi chứ quần của ai. Những Đức kêu mấy chú tịch thu cái quần đem về phòng những Đức. Bà nào bà nấy đi về sủi đơ, không nói câu gì được hết chứ. Thấy chưa? Phải gặp mấy bà già này là phải xử lý, mà nói giết quen chuyên nghiệp luôn rồi đó thì mới nuôi nổi. Bởi vì quý vị thấy chùa thì nhiều chùa mà mấy ai nuôi người già không? Đâu có nuôi được, đâu có dễ đâu chàng.
Bà đâu phải đơn giản. Không có đơn giản nữa, thiệt luôn đó. Cái vị vô đây tu vì thấy có đơn giản không? Trời ơi, không có đơn giản đâu. Phật nói trong kinh mà, chúng sanh diêm phù đề kiên cường khó giáo hóa. Không phải dễ giáo hóa đâu quý vị ơi. Khô hơ cạn tiếng nhắc cả ngày lẫn đêm. Tới bây giờ bốn thời tu mà còn nhắc nó, thấy chưa? Mà quý vị thấy những đức tính kinh khủng không? Cái thời tu mà còn nhắc nè, buổi sáng quý vị nghe không? Hừng hực lên, cố gắng lên, đừng ngủ gục. Trời ơi, nhắc vậy ra để cho tỉnh lên. Vậy mà còn ngồi viết, nhắc viết ban đầu thì cắt người lên. Từ từ viết, thầy cũng nhắc quen. Ghê không? Chúng sanh ghê chưa? Thầy cũng nhắc quen rồi. Thì bữa nào cũng nói vậy thôi. Ôi trời ơi, cho bà có gối ôm. Mình nghĩ là cho bà gối ôm cho bà nằm ngủ ngon. Bà ngủ năm bà lại hỏi, dạ thưa thầy, gối ôm này đem lên chánh điện được không? Nói thôi. Cho bà gối ôm ngủ trong giường đem lên chánh điện chi vậy? Nó dạ có khi mỏi lưng nằm nghỉ chút. Chịu thua bó tay. Dân gì đâu mà kinh khủng quá. Hỏi vô đây tu mấy năm à? Dạ mới nửa năm. Nhiều tuổi mới vô đây? 75 tuổi. Từ đẻ ra tới 75 tuổi, 75 năm. Không biết bao nhiêu là cơm cháo của xã hội, gom lặt biết bao nhiêu tư tưởng bỏ vào. Bây giờ vô đây mà kêu lọc máu này khó ghê. Hiểu chưa? Bây giờ như Đức hỏi quý vị, bây giờ cái bình này nó 75 năm rồi, cái bình này gọi là cái bình hết xíu quá. Bây giờ những đức dù cho là có một cái bình to thiệt đo to để mà gọi là truyền điện qua bình đó mà truyền nó không vô. Truyền quá trời truyền luôn mà chút xíu xíu mà vừa bật lên cái là hết điện. Vừa bật lên là hết điện liền. Quý vị nhớ có những cái bình không? Vừa sạc xong đầy nhưng mà vừa bật lên chút xíu hết điện liền. Vì bình này nó không giữ được điện. 75 năm không giữ điện nữa. Nó, nhưng mà mình phải thương con người. Mới nói là bao nhiêu? Phải thương con người. Hiểu chưa? Nhiều người ta nói rằng, trời ơi con thấy mấy bà già bán gì sao thành tựu thầy. Không, những có những bà già bà cũng giỏi lắm, phải đơn giản đó quý vị. Nhưng mà trong đó có vài bà già cũng không đơn giản. Nè, quý vị đừng bao giờ nhìn cái số lượng vài ba người đó, mà hãy nhìn hai ba người đó để phát tâm. Vì nhìn mấy bà để mà mình còn trẻ mình cố gắng. Hiểu không quý vị? Cố gắng thì mới nói là bao dung thương yêu. Chỉ cần bà niệm Phật là có chủng tử rồi. Nguyện của Phật rằng là nghe danh hiệu ta khi cận tử nghiệp, dù không cầu sanh cực lạc nhưng sẽ sanh vào gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường thường tu thắng hạnh. Nghe thôi đó quý vị ơi, nghe danh hiệu Phật đó mà còn được tu thắng vậy đó. Cuộc đời những đức là chuyển nghiệp được là ngay cái chỗ nuôi con người niệm Phật, chuyển nghiệp và tăng phước duyên lớn, trí tuệ theo đó cũng tăng luôn. Tăng 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 tăng. Cái bà kia ngủ gục quá hết rồi. Tăng 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 tăng. Trời ơi, bị biết ông cái môn giảng pháp mà bị ngồi kiểu này mà nó không ngủ gục là cả một vấn đề. Không phải đơn giản nha quý vị, cả một vấn đề á. Nghe giảng mà không ngủ. Bởi vì những đức nói ở trên đây nó nói thiệt chứ ai mà không thích ngồi. Nó thật lòng luôn á. Tại vì nó tần số mạnh ngay trung tâm thành phố quý vị. Kinh doanh cái gì cũng thấy phát đạt mau. Bởi vì thôi mình phải chịu thôi chứ sao bây giờ. Hồi bữa nay có hai tivi này cũng ngon ghê. Mà như thấy ai cũng muốn nhìn tôi không. Tôi thấy tivi nó bự vậy chứ người ta bao nhiêu nhìn tivi. Từ khi ở xa thì xa nó nhìn vô tivi chứ bây giờ ai cũng muốn ngóc lên nhìn như Đức. Rõ ràng luôn đúng quý vị nè. Tao quay tao nhìn như Đức không à. Ăn không nhưng mà anh cúng hai tivi vẫn là đặc biệt vì nó hoành tráng. Nhìn cái cảnh giới của thầy hoành tráng nhiếp thọ chúng ta mơ. Hiểu không? Nhiếp thọ. Đó. Với một nữa là nó tiện bề lâu lâu mà mình giảng này kia đồ này kia mà
như lễ như đức tính ra, giảng một chút những công đoạn quan trọng, có hình bật lên tivi cho người ta coi đó, cái tính ra vậy nữa đó. À, nên cái lợi ích này lớn lắm quý vị. Quý vị thấy không? Pháp môn niệm Phật thấy đặc biệt không? Quá thù thắt. À, sáng có cô gặp, cô hỏi: dạ thưa thầy, con phá thai 2 lần, bây giờ thầy chỉ con cách nào để mà cầu siêu cho thai nhi. Những đức nói: niệm Phật đi. Nói thì niệm Phật thì niệm rồi, nhưng mà thầy chỉ cách nào. Nói, thì niệm Phật thôi chứ cách nào. Và ngớ người vào cái nhìn mình. Thì những đức nói: cô đừng có nghĩ câu Phật hiệu là đơn giản. Những đức kêu cô niệm Phật thôi mà cô đã không niệm được mà sao đơn giản. Cô biết á, mười mấy năm nay những đức chỉ có niệm Phật không đó cô à. Cô nghĩ đi, có khi thạc sĩ tiến sĩ mà còn nghe chỉ có niệm Phật không đó cô à. Cô nghĩ nó đơn giản lắm hả? À, trong kinh Phật nói người mà không đủ thiện căn phước báo nhân duyên không tin pháp này. Cô nghĩ câu Phật hiệu đơn giản lắm hả? Câu Phật hiệu là sự thành tựu của Đức Phật, mà đem cái sự thành tựu đó để mà gieo cái nhân địa cho mình tu đó. Cô nói đơn giản hả? Nhưng Đức nói với cô nghe, 49 năm của Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, kinh giáo biết bao nhiêu mà nói, Đại Tạng Kinh, quá kinh giáo nhiều. Vậy mà bây giờ cô để lên bàn căn, bên đây là Đại Tạng Kinh của Phật giảng 49 năm, bên đây là một câu Phật hiệu, thì tức khắc ngang nhau. Thì bây giờ những Đức hỏi cô là bây giờ cô muốn đọc Đại Tạng Kinh để thành tựu hay cô muốn niệm Phật để thành tựu? Ở con niệm Phật. Thì niệm Phật đi. Bây giờ cô thông thạo hết Đại Tạng Kinh thì pháp tự lực, còn cô niệm Phật thì pháp nhị lực. Nhị lực là có sự hỗ trợ, có sự hỗ trợ. Bây giờ những đứa hỏi cô nè, cô đi đến một cái bờ sông, bây giờ hai người đi cùng đi, hai người này cùng đi, đi đến cái chỗ đó, bây giờ muốn qua sông, thuyền đến rồi. Một người thì lên thuyền, một người nói hồng, tao không lên thuyền. Ủa không lên thuyền làm gì? Tao lội qua sông được không? Được, lội lội đi. Tao tạo cái thằng nó bắt trợn với tự nhiên. Lên thuyền mà đi qua sông đi, tự mày lội qua sông. Hồng, tao lội. Ừ mà lội lội cho tao đi lên thiền. Cái người tu tịnh độ là lên thiền. Hiểu chưa? Còn cái người không tu tịnh độ là lội qua sông, vì không cần thiền. Tại vì quý vị tự lực nên không cần thiền, đúng không? Cái này là nói sông nhỏ thôi, còn nếu nói mà sông cái thì chết giữa sông. Sông cái chứ chưa nói biển nữa đó nghe. Nó, sông cái là sông to chút thôi, bạn cũng phải cần thiền nữa. Bây giờ bạn nói rằng bây giờ tôi tu cái pháp tự lực, tôi không cần sự hỗ trợ. Nhưng Đức nói trong cái cuộc đời này, cái thứ gì chúng ta cũng đều nhờ giả chứ. Cái gì cũng nhờ giả chứ. Quý vị thấy năm xưa thời của Đức Phật không? Có những cái phái tu lõa thể, họ không mặn đồ là họ muốn là thâm nhập để thành Phật đó. Quý vị biết đó, là buông hết tất cả, nhưng họ có buông được không? Họ không có bận một cái áo, nhưng họ lại bận cái tâm họ kiêu ngạo ngã mạn bên trong, nên họ có thành tựu đâu. Nên cái đạo của họ đó, họ tranh giành gì mà những người đi theo tu đó. Tuy là họ không bận bộ đồ, họ ăn trái cây, họ sống đơn giản, nhưng cái tâm của họ là cho họ làm được chuyện lớn lao. Họ phi thường, nên tâm kiêu ngạo đó, nên họ làm sao làm Phật được. Nên từ nơi đó mà chúng ta sống trong cuộc đời này, cái gì mà không có sự hỗ trợ, quý vị bận đồ mà không hỗ trợ. Nếu mà quý vị tự lực, quý vị khỏi bận đồ đi. Lúc chưa xưa nhà Đức mới vô chùa tu, không biết cái gì chứ, tự nhiên ta thấy có một cái người này vô chùa tu. Bằng đêm ngồi không, ngồi ngủ. Nhà Đức nằm, nhà Đức ngủ, nhà Đức nhìn, nhà Đức nói: sắp kỹ chả, nằm ngủ đại đi, ngồi chi ạ? Sau này những Đức đọc sách của Hòa Thượng Quảng Khâm, thì Hòa Thượng Quảng Khâm cũng ngồi ngủ.
Nhưng mà đó là cái việc hành trì của người ta trong cái thời cuộc đó của người ta, là người ta phải làm được điều đó, là một vị Bồ Tát này đến đây làm cái việc đó. Nó có người làm điều đó, hiểu không? Ngài ngồi với mà đến nỗi mà lưng của Ngài Quảng Khâm khòm xuống gì luôn này, khòm sát xuống luôn quý vị. Ngài đi là khòm không, Ngài cũng ngồi không á. Ngài Quảng Khâm mà Ngài vô trong cái động Ngài tu mà đến nỗi mà cảm được cọp đem trái cây vô cho ăn. Còn Nhân Đức mà vô cái động mà tu, cọp nó vô đó ba đi. Nó vô đó nó làm không còn miếng thịt còn xương không. Sáng mày vô nói trời ơi thầy khổ cực, đi vô cái động mà tu, đi vô thăm thầy chút con, vô thấy xương không. Thầy ơi thầy, thầy tu sao bây giờ còn xương không, thịt mất tiêu hết rồi thầy, cọp ăn rồi con ơi con. Ôi trời, người ta tu mà người ta đạt trình độ mà cảm với mà khỉ cọp rồi đem trái cây lại cho ăn, quỳ mọp ở ngoài động để canh cửa cho ngày tu. Người ta đâu phải là tầm thường, mà đó là cái thời cuộc đó nó còn rừng rú. Người ta vô người ta tu, người ta làm cái chuyện phi thường. Tại vì cái thời cuộc đó, bây giờ mình nói ví dụ vô cái động mà không có cái gì trải nằm hết trơn, thôi ngồi đại cho nó gọn, bằng đêm lỡ mưa gió ẩm ướt thôi ngồi ngon hơn, đúng không? Thì người ta thấy vậy mà người ta ngồi, mà nói vậy đi cho nó dễ hiểu, hiểu không? Còn bây giờ thời cuộc thì mình có chiếu mền rõ ràng thì mình chùm mền mình ngủ cho nó ngon. Hiểu chưa? Ngủ xong mà thức dậy mình tu cho nó khỏe. Trời ơi, tự nhiên đi ngồi chi mà. Mà Như Đức ngày xưa mới vô chùa thì Như Đức nhìn, Như Đức nói không không, tôi không có đồng ý cái điều này rồi đó. Cái này là tôi thấy không không được rồi đó. Nói cái gì đâu mà tự nhiên nằm đại đi, tự nhiên đi ngồi chi mà gục đi gục xuống cái trận. Mà ngồi mới vô chùa mà nhìn vậy là không không, tôi có học cái kiểu này được, kỳ quá. Thôi thôi, mình đi kiếm cái mời mình đắp mình ngủ kìa. Ngu gì đi ngồi, ngồi gì cho nó mệt thêm, thấy chưa? Cái gì cần làm thì làm, cái gì cần nghĩ thì nghĩ. Mình sống sao cho nó khôn một chút, cho người thế gian ta thấy. Người thế gian thấy tu niệm khôn ghê, ta ngoái ta học theo. Còn mình ngồi mình ốm yếu, mình sơ sát nói tu bởi vì nó khổ đau thế ghê, mà tu nó làm gì mất công thế. Người thế gian bây giờ người ta không có chấp nhận mình, hiểu không quý vị? À, bây giờ Nhật Đức hỏi quý vị nè, bây giờ Nhật Đức đi ra ngoài đường, Nhật Đức ngồi ngoài đó, đi ra ngoài đường, Nhật Đức ngồi ngoài đó, Nhật Đức cầm cái bình bát gì, Nhật Đức cầm bình bát, Nhật Đức đưa lên gì? Quý vị là người đi nghe Nhật Đức giảng, quý vị thấy Nhật Đức ngồi gì? Nhật Đức nói quý vị sẽ không muốn đi đến nghe giảng. Tại vì sao? Không, con không nghe thầy được. Hỏi sao con? Thầy nói tu hành là có phước, mà giờ thầy ngồi, thầy đi sinh ra từng cắt mà thầy ngồi ngoài mưa ngoài nắng kiểu này, rồi nhìn thấy cảnh tình của thầy con thấy không được. Con mà làm theo thầy làm không được, thầy ơi. Thôi được rồi thầy, con chào thầy. Đường thầy thầy đi, đường con bước. Tình nghĩa thầy cho mình chỉ thế thôi. Không được rồi thấy chưa? Mà Nhân Đức đi tu mười mấy năm nay Nhân Đức không có như vậy. Mà Nhân Đức ở trong chùa ngon lành, ngồi trong mát ngon lành luôn. Rồi tu với bây giờ lên được 25kg nữa chứ. Ăn chay lên 25kg nữa. Thì mới nói người ta tin tưởng là ăn chay khỏe. Rồi tìm làm bao nhiêu chương trình, không có đi học hành cái gì tùm lum mà lại làm được chuyện cho quý vị. Mà coi chùa đồ cho hòa thượng đồ yên tâm. Nó phát triển mấy đạo tràng nuôi cả 2000 con người. Thì nó à, Phật Pháp hay, Phật Pháp này hay à, hay à. Đúng không? Phật Pháp hay, đúng không? À, rồi đi về chùa đãi cơm nước đồ ăn đàng hoàng, ban bị đâu đó rõ ràng, đúng không? Ta nói Phật Pháp hay, ta học. Còn bây giờ người ta về người ta nhìn mình te tu tả tơ chứ. Mình nói thí dụ, mình nói để mình nghe thí dụ. Bây giờ quý vị vừa đi về chùa Nhân Đức lên nói chuyện mấy câu, Đức nói à, quý Phật tử lúc này sắp sửa lễ gì Quan Âm Bồ Tát, mà thầy kẹt quá trời kẹt với con ơi. Bây giờ số lượng người về người ta lại đông gì mà gạo trong chùa nó cũng hết, cái gì cũng hết, đồ ăn đồ uống nước mắm gì cái gì nó cũng hết sắp nhất. Giờ thầy tiền bạc thầy kiệt quệ, cho các con mọi đứa bỏ một chút chút vô phụ trợ với thầy đi con. Nói kiểu đó Phật tử nói tao sao mà không thầy nè, mệt ghê chăng. Vừa vì chùa tu đúng ra tiền trong túi đủ tiền trả tiền xe, nghe ông than thở không lẽ bây giờ tôi cúng dường tiền này luôn, bây giờ đi xe làm sao đi. Mấy chị có tiền cho tôi mượn 100 ngàn của chị. Thế thầy than tội nghiệp quá, tôi đi chuyến này chứ tôi cũng không dám lại đây nữa đâu bà ơi bà. Chạy mắt dép hết trơn, đúng quý vị?
giỡn đâu. Nhưng mà quý vị đi đến đây có bao giờ những đức thang vậy không? Không có thang. Mà thầy nhiệt tình với mình, hết lòng hết dạ, rồi bản thân mình cũng phải hết lòng hết dạ với thầy, đúng không? Ông thầy hết lòng hết dạ với mình thì mình hết lòng hết dạ lại chứ làm sao, chứ mình không hết lòng hết dạ lại là mình thấy mình thiếu sót. Ê, thấy cái này hay chưa? Cái này rất là hay. Ví dụ như người ta hết lòng hết dạ với mình gạt gẫm người ta, cái lương tâm mình coi cũng không được, đúng quý vị? Nên trước nhất người học Phật là phải hết lòng hết dạ với người ta trước đi. Vui lắm quý vị, phải hết lòng hết dạ đi. Nó giúp ai được mình giúp à. Qua lễ dưới quan âm, chương trình khiếm thị, tổ chức trình khiếm thị có tiền à, khỏi lo. Có anh đó đem tiền lên đường, rồi cuối cùng mình để dành đi, bữa mình khiếm thị mình cho tiền ta ha. Đó. Nên từ nơi đó qua lễ dưới quan âm, nghe không? Bỏ một tuần, tuần sau nữa ngày thứ sáu là chương trình khiếm thị. Bây giờ tất cả các trưởng đoàn thì cứ quyên góp chút đi để bữa đó cho người ta, tự bị cho người ta. Còn những đức là chuyện của những đức làm, các vị tự cho người ta đi, thôi kệ vị ơi. Sống mấy chục năm ngắn ngủi làm được gì làm. Mà chương trình khiếm thị nó giúp cho mình tinh tấn. Vì sao mình lỡ mình gặp nhiều người ta khổ què quặt, những đức nói nghe, ai cho tiền thì cho, mà mình không có tiền mình đi vòng vòng mình coi người khiếm thị, mình đi vòng vòng mình coi người khiếm thị, tự nhiên mình nhắc mình, trời ơi tao nhìn tao mù, tao què, tao lết gì, muốn tu khó quá trời khó, mình mới gán tu thôi, thấy không? Nhắc mình liền, tinh tấn lên, chứ mình mang cái tâm tội nghiệp người ta nên mình có phước đó. Hoặc là người mù què ta đi, mình dẫn ta đi đó, mình dự chương trình khiếm thị đặc biệt lắm quý vị, thấy không? À, bây giờ nhắc nè, sống trong cuộc đời này cái câu này dễ nghĩa, nghe này nghe. Vui cũng sống mà khổ cũng sống. À, như vậy thì chọn vui hay chọn khổ? Đúng rồi. Nên tất cả những người mà đang khổ sống, đừng có dạy khổ sống. Vì khổ sống nó chết, nó đi đọa tam đồ ác đạo. Mà vui mà sống đàng hoàng, sống có đạo đức thì không tu chết cũng lên trời ở. Chứ sao? Tôi nói cái này là không tu nhưng mà sống vui mà sống có đạo đức nghe. Nó là chết cũng lên trời mà ở, không có tệ đâu. Nó nhớ nghe chứ đừng có khổ sống nghe. Nhớ đó. Rồi bây giờ lỡ mỗi ngày chồng đánh bát, bóp, đánh gì mà kỳ quá, bát mà bóp liều lao chứ, đánh quá trời đánh luôn, nó tóm lại là đánh tá lả âm binh, chỗ nào nó cũng không tha. Có cái bà đó lại nó, thầy coi nè thầy, chồng nó đánh giả măng, thầy coi nè, bà dán cái đùi lên. Nó tự đánh nhưng mà kỳ cục, cái bà nó đánh gì đâu mà gì mà giống hệt ma chó cắn đi. Nó tự thầy, nó đánh xong nó lấy miệng nó cắn hết bầm nâu hết chứ. Chân của bà từ ở dưới chân mà lên tới đùi bầm nâu hết chứ. Bà dán lên mình nhìn, mình coi. Nó nói tự thầy phải nhìn cái thầy thấy thê thảm, thì mà thầy giảng pháp thì chỉ cho người ta. Thầy nói cái khổ của có chồng, phải kêu mấy cô trong chùa gán tu đi. Cây coi này nó quýnh ác đạn, nó cắn từ ở dưới chân ở dưới mà nó cắn lên tới trên đùi. Nó cắn bầm nâu không phải nó thương cắn, mà nó cắn á, nó ghét cắn á, chứ không phải là nó thương nó cắn nghe chợ. À, có những người ta cũng thương, người ta cũng cắn quý vị nữa, nhưng mà ta cắn nhẹ. Con này nó nó chơi nó cắn bầm nâu, máu chảy tùm lum tùm la. Trời, thằng này nó bà ông này làm biến thái gì mà kỳ cục, chơi kỳ cục cái chợ, quýnh vợ quýnh giả mang. Xong mới nói với thầy coi nè, lưng, thôi bà khỏi dán lưng. Biết rồi, chắc chắn nhìn cái chân là biết cái lưng rồi. Nó cái lưng thì nó lấy te cây, nó quết. Nên chạy chùa hết chứ. Bây giờ con phải làm sao thầy? Nói, bà về bà hỏi chồng bà làm sao?
Tự nhiên nó đánh bà xong rồi lại đây bà hỏi giờ sao? Giờ tu chứ sao? Tu mà đánh hoài á. Bà này ngộ nha. Bà tu nó đánh là cái chuyện của bà, chứ tự nhiên bà lại đây bà mắng vốn kỳ cục quy tợ. Sao bà không nói với chồng mà nói nó đánh nữa? Bà nói tôi đánh bà luôn bây giờ. Tiếu ơn cái gì đó. Mà nói vậy sao phải vui nghe. Không biết sao ngộ kia mà nói sao người ta cũng mắc cười chứ. Bà nói cho tôi đánh bà luôn bây giờ. Bà nói mắc cười sặc chứ đó. Không biết mà đừng có đánh mình chọc bà mắc cười. Xong những Đức mới thỏa thẻ. Đức nói này, thôi chắc nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp cũng cắn nó đó. Cũng cái câu xưa cắn nó đó, bây giờ nó cắn lại. Bây giờ tôi hỏi bà muốn giảng sanh không? Muốn chứ. Cái cõi này khổ quá trời, không muốn giảng sanh. Muốn giảng sanh vậy lắm. Muốn giảng sanh thì thôi để cho nó cắn đi. Muốn giảng sanh thì để cho nó cắn đi. Nên bây giờ nó đi về nó cắn nó. Nhưng Đức nói thôi bây giờ gì nè, đừng có chốn nó, về trước dứt dạch cái chân lên cho nó cắn. Tại vì sao? Vì bà giấu nó cũng cắn mà té tua còn cái gì. Bây giờ mình khôn đi, bây giờ nghe thầy giảng rồi, nợ thì trả thì thôi trả, vui vẻ bà dạch chân lên nè cắn đi. Có khi nó sợ nó không dám cắn. Tại vì á, mình thì mình nghĩ rằng mình cắn là mình phải đòi cắn. Ha, mình xô đẩy nó để mình cắn nó, hiểu chưa? Còn hôm nay tự nhiên sao nó đưa cái chân lên nó kêu cắn đi. Thì có khi thằng chồng nó nói chắc nhỏ này thế nào nó cũng tha thuốc gì. Cắn bậy bạ chết mồ, đúng không? Có khi nó không dám cắn bà sao, nó nói à thầy dạy cũng đúng nha. Ôi trời, ngộ ghê. Rồi xong cái đầu hả? Bà về, cái nó nhậu về cái tự nhiên bà làm y gan như đứa chị. Bà đưa chân. Bà kêu cắn đi. Trời ơi, tới lại nó cắn bà. Nó cắn tá lạ không biết. Bữa sau bà bao taxi lại gặp cho Đức. Trời, bao taxi lại bà hỏi. Trời thầy. Thầy chỉ cái chiêu cũng ngon ghê. Vừa đưa chân lên nó cắn tay. Thì coi, bị một chân bây giờ tiêm chân được. Thì xong, bà nói bây giờ nó cắn còn hơn cái chân kia đó. Ôi ơi, cái chân kia nó cắn có 15 dấu và cái chân này nó vết 25 dấu. Xong rồi Đức nói nè, bà nghe nè, tại vì cái tâm nguyện giảng sanh của bà nó quá cao nên nghiệp nó trả một lúc luôn. Bây giờ hai cái chân nó cắn hết rồi. Bây giờ chắc còn hai cái tay. Không mà công nhận thì trời, có chồng gì đâu mà nó khổ. Gì đâu mà thằng chồng quýnh mà toàn là cắn không à trời. Trong đây có ai mà bị chồng đánh cắn không? Đưa tay lên coi. Giờ có bị cô giáo đưa tay đó. Ông Nhận Đức ở trong chùa cho thật sự mà nói, chị tin tức gì cũng đem cho đưa Nhận Đức. Tại tôi quý thương quá, không biết chút ở đâu không? Đem chút cho mình không? Chồng mà để nó kỳ cục, nó cắn mà tá lả ông binh mà kỳ cục ghê. Thấy không? Nên nói cuối cùng đây là cái gì? Là phải trả nợ thôi. Phải trả thôi. Thấy không? Phật đã dạy rồi mà quan gia thù nghiệp đến cõi đời này mà bây giờ bị không trả sao giảng sanh? Bây giờ người ta nói câu là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Đúng không? Thiếu nợ là phải trả. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi,
cái mạng này chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi thôi. Bây giờ quý vị chả đau khổ gì rồi xong quý vị được Phật A Di Đà rước về Cực Lạc là chấm dứt khổ đau. Cái mạng này chả không trả gì, cuối cùng cái mạng này cũng phải chết. Bây giờ đã thiếu nợ thì trả đại đi, như thế nào cũng trả, nó cắn sao cũng trả. Mà một đứa giết bà đang ngồi đây nè, nó giảng cho bà nghe rõ ràng luôn. Bây giờ nó giết hai cái chân rồi, bây bà cứ nghĩ tương lai hai cái tay đi, rồi bà cứ nghĩ là nó giết luôn cái mông của bà luôn đi. Chứ cái thằng này nó chơi kỳ, nó cắn mà, nó chơi không quýnh, nó cắn không à. Chắc thằng này hai cái tay chắc bị cái gì kỳ cục ghê, thấy không? Nó từ à, cụ già quá vui thế kìa, cực quá trời cực. Nên từ nơi đó, từ nơi đó nhớ nha, nghe công đoạn này rồi nghe, nhiều người khổ lắm chứ không phải mình khổ đâu. Nên mấy cô đừng có bao giờ nói rằng đời tôi khổ nhất. Tao cái cõi này nó khổ tá lả âm binh, mỗi người là mỗi cái cảnh khổ. Đừng có nói mình tôi khổ nhất để mình tiêu cực bậy. Chúng ta đến cái cõi đời này chúng ta cùng khổ. Thầy có cái khổ của thầy, mà trò có khổ của trò, giàu có khổ của giàu, mà nghèo có khổ của nghèo. Ai cũng có cái khổ trong cõi đời này. Nên chúng ta đi đến đây để cùng gánh cái khổ, quý vị ơi, hiểu chưa? Cùng gánh cái khổ. Mà bây giờ nó khổ quá rồi. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói là ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết. Thì ngài mới nói thêm một câu là chỉ có cực lạc vui vui chẳng nghĩ bàn, đúng không? Người ta mà khổ mà người ta chán nản là do vì người ta không biết đường đi về nghe quý vị. Còn mình khổ mà mình vẫn vui là vì sao? Mình có chỗ gì à? Đúng không? Nó bả ngồi với ba cười quá trời dưới kìa. Nó ba bị cắn gì mà hôm nay ba nghe giảng ba cười quá trời. Thấy chưa? Là bả chấp nhận trả. Chấp nhận trả. Nó. Nhưng mà bà nói với chồng bà, anh cắn đâu cắn trừ cái mặt. Mà vừa nói rồi nó dứt cái mặt luôn đó, thằng ấy nó trời kỳ vậy lắm. Hiểu không? Nó thôi kệ đi, nó làm đâu cũng được, cái mồ đi. Làm vợ nó trả hết tất cả luôn. À, mỗi người chúng ta nghe được Phật pháp. À, tập cái tâm mình nó rộng lớn ra. À, giống như đại địa vậy đó. Tất cả muôn loài nằm trong đại địa, dù cho thiện ác cũng dung chứa, đúng không? Giống như biển cả vậy. Thì có những dòng nước mà đổ xuống trong, nhưng cũng có những dòng nước mà nó đổ xuống hư hoại. Thì biển vẫn là dung chứa hết trơn, đúng không? Nên biển dung chứa hết tất cả, đại địa dung chứa hết tất cả. Giống như mặt trời, mặt trăng soi gọi cho tất cả muôn loài. Người thiện họ cũng soi gọi, người ác họ cũng soi gọi. Chứ đâu phải là chỉ soi gọi thiện không đâu, mà bỏ ác. Nên tu phước báo lớn nhất là từ ngay tâm bao dung. À, cái tâm chúng ta rộng lớn bao nhiêu thì phước báo sẽ tăng theo đó bao nhiêu. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói rằng là tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Nhưng nếu như chúng ta không nghe pháp, không dụng công tu, mình đi chùa mà đi long nhông rồi xong mình thắp nhang, mình đi, mình thắp nhang, mình cầu xin, sao phát tâm bao dung, sao phát tâm rộng lớn được? Tại vì mình thắp nhang cho Phật, mình cũng cầu cho mình, mà không leo Phật ăn nhang. Thì suy nghĩ đi, không leo Phật ăn nhang, ăn trái cây, ăn hoa. Nên từ nơi đó mình đi nhiều nhưng mà tâm mình có chút xíu. Bây giờ quý vị giờ đây vì nghe pháp bị mở tâm lượng ra. Mở cái tâm lượng từ từ ra. Thí dụ như có những việc mình làm mình niệm niệm nghĩ về người ta. Dù như Đức ngồi ở đây cũng nghĩ về quý vị, bị ngồi trực diện bị nghe giảng thì thấy nó thẳng thét không? Giống niệm niệm mình nghĩ về người ta thôi. Mà bản thân mình cũng được nhờ mà những Đức dù ngồi về Đức giảng dễ lắm. Nó
trực diện nó thẳng, còn kia thì Đức nhìn nghiêng, nhìn viết bị niễn. Niễn luôn quý vị. Một phim ảnh ở đây để là mãi mãi về sau, phim ảnh đẹp, tại vì nó trực diện đèn á. Nên từ nơi đó mà mỗi người mình tu học làm sao mà viết tâm lượng mình càng ngày càng nghĩ nhiều người. Như những đức coi chúng trong chùa, có khi thương yêu so dịu, có khi cũng gầy la ham dọ. Đức Phật cũng y rang. Quý vị coi như Quan Âm Thế Chí, Thế Chí thì đại hùng đại lực phải không? Còn Quan Âm thì từ bi. Đó. Nên trước cổng Tam Quan, đại hùng đại trí, đại từ bi. Nên có những người thì mình thương yêu, nói chuyện nhỏ nhẹ mình độ họ. Nhưng có những người mình phải nói chuyện lớn tiếng mới độ được nghe. Nhưng mà làm sao duy trì được cái tâm mình? Chứ mình lớn tiếng lên thì bản thân mình cũng mắc luôn chính mình thì chịu thua. Phải nhớ, chịu thua luôn. Chứ không phải người nào mà mình cũng nói ngọt không mới độ được đâu. Có những người nói ngọt người ta không chịu. Như những đức nuôi chúng trong chùa này, có khi lâu lâu phải la, phải gầy thì mới yên được. Đó. Còn nếu như mà thương mà cười giỡn không thì bắt đầu lâu lâu nổi lên, nổi máu quậy lên, bắt đầu mình phải nổi máu mạnh hơn thì đầu máu quậy kia xìm xuống. Thấy không? Rõ ràng luôn. Nên thí dụ như mình là một người đàn ông trong gia đình gì đó, tới mình thương gia đình, thương vợ, nhưng mà mình thương mà để vợ mình nó leo qua đầu mình thì mình thương sai. Thương mà nó biết sự tôn trọng, nó biết trân quý cái tình thương của mình thì đúng. Mình thương nó mà nó sau lưng mình nó giả dối, mình biết là mình không có tha thứ được. Nó nghĩa là mình phải thường dạy, mình phải thường nhắc nhở. Thí dụ như người đàn ông thì mình nhắc nhở vợ mình nhắc nhở chồng mình, nhắc nhở nhau. Mình đã nhắc nhở quá nhiều rồi, khi người ta lỡ sai mình vẫn cho người ta cơ hội, cho cơ hội nữa. Nhưng mà người ta tiếp tục người ta sai nữa, mình thấy không được. Con người này không thể nào mình cứ theo họ để mà phiền não hoài được. Thấy không độ được, thôi tạm chia tay nhau đi. Chị nhớ, giống như cõi đời này mà gọi là tạm chia tay nhau, thôi để mình tiện tu. Biết rằng là tâm lượng mình dung chứa lớn đó, nhưng mà cái đó là nói về đại địa, nói về vầng trăng mặt trời, thấy không? Còn bản thân mình phải biết mình là ai để mình chọn con đường đi về. Tuy là mình dung chứa, nhưng mình dung chứa những cái mà nó có thể hợp được với mình. Chứ ngoài ra những cái không hợp thì thôi, mình cũng không có ghét bỏ gì người ta, nhưng mà mình để qua một bên. Rồi họ sống, họ sanh, rồi họ tự quyết định cuộc đời của họ. Chứ mình không có dạy gì mà mình đi lao theo, mình khổ làm gì. Biết rằng là từ bi, nhưng Đức Phật nói từ bi phải có trí tuệ. Mình chưa độ mình sao độ người khác được. Đúng không? Rõ ràng. Giống như mình dẫn một cái người ta đi tu nguyên phái đoàn. Ở trong phái đoàn mình dẫn đi, có những người họ quậy quá trời. Bây giờ mình nói họ bao nhiêu lần, mình cho họ cơ hội quá trời luôn. Có họ thì họ làm phiền não 49 người. Thì bây giờ mình nói họ nhiều lần và mình nêu lên cho 49 người này tha thứ cho họ đi. Mà họ vẫn tiếp tục nữa, mình nói gì 49 người này không có tha thứ được. Bây giờ tất cả mọi người, ai bảo lãnh cho người này thì đưa tay lên. Mà nếu bảo lãnh cho người này mà không nói được người này là quý vị phải chịu trách nhiệm đó. Vậy thì không ai dám bảo lãnh đó, vậy thì theo đó mà sắp xếp. Chứ không có cá nhân. Đúng không? Đó. Nên á, mình lo, mình thương, mình giúp, nhưng mà mình nói phải nghe kìa. Nó giống như mà chúng sanh hư cỡ nào hư, nhưng mà về thế giới cực lạc là nghe lời Đức Phật A Di Đà y ren. Răm rắp, đâu có quậy đâu.
Vì có nghe nói thế giới cực lạc mà quậy không? Bây giờ con mình sinh ra mang nặng đẻ đau, mình sinh ra mình cực khổ, mình nuôi nó không lớn, nhưng mà nói trong nhà mình nó quậy tối ngày. Quý vị coi cái ngôi nhà quý vị còn gì nữa không? Vì thì bây giờ nó lớn lên, nó biết sống, nó biết làm, nó biết ăn rồi. Thôi được rồi con. Con gì thì cha mẹ không có nói được con. Bây giờ chắc con nghĩ rằng là con sống được rồi, con đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Được. Bây giờ trước nhất cha mẹ viết giấy cho con được cái quyền tự do. Cha mẹ không dính dáng tới, không dính dáng tới con được. Nếu như một ngày nào mà con muốn trở về nhà này là con phải hoàn chỉnh cái tâm của con. Con phải biết hiếu kính cha mẹ, hòa thuận với anh em đàng hoàng. Còn nếu như cha mẹ để con trong căn nhà này cảm thấy con không có trân quý, mà con cứ vậy mãi thì đời con sau này cũng không có tồn tại. Con cứ đi đi, con cứ đi tìm phương hướng của con đi, rồi con bước chân ra xã hội ngoài đời, con cảm giác con làm sao. Rồi lúc đó nếu như con nhận thức được cái tình thương của cha mẹ, thì lúc đó thì con quay về cha mẹ sẽ giúp con. Nhưng con phải biết nghe lời. Mình không có bỏ quý vị, nhưng mà mình cho con một cái góc độ trải nghiệm đi, chứ đừng có dung dưỡng và thương để gọi là mình cứ bao trùm nó. Rồi một ngày nào mình cũng phải buông nó ra thôi. Thà bây giờ mình còn sống, mình chóng mắt mình nhìn coi con mình nó có thể thành đạt được hay không, khi nó bước chân ra đời, khi nó sống với mọi người, nó sống làm sao đó. Nên ở đây mà những đức lo cho chúng, những đức nhắc từng ly từng tí luôn quý vị, nhắc kỹ dữ lắm luôn á. Sống với các thầy, các chú, các cô, rồi những đức nhắc kỹ dữ lắm luôn. Có những người sai, những đức cho họ cơ hội nhiều lắm luôn quý vị, cho cơ hội rất là nhiều luôn. Có nghĩa là mình cũng có tâm bao dung lớn lắm, nhưng mà chỉ cần họ đừng có làm cái gì tổn hại quá cho ngôi Tam Bảo. Nếu mà họ làm những việc tổn hại cho ngôi Tam Bảo và cái đại chúng đông mà nó làm phiền phức, là những đứa sắp xếp liền. Tại vì đây là đại chúng chứ không phải là một mình cá nhân những đứa sắp xếp liền. Nên mình tu hành, mình nghe đạo, quý vị phải có cái tâm đại hùng đại lực, rồi mình phải có cái từ bi phía sau, thì nó đặc biệt dữ lắm. Nó nên phải hiểu nguyên lý này. Có những việc trong cái cuộc đời này chúng ta đừng có lèn nhàng. Thí dụ như mình chọn một người, mình đến với người ta, mình phải có góc độ cho sâu. Mình đã đến với người ta rồi, thí dụ như bây giờ quý vị đến đây học tập cùng với những đức, dù sau này những đức có mang tiếng mang tai gì đi chăng nữa, quý vị hãy xem lại là trong khoảng thời gian mà những đức hướng dẫn quý vị được lợi ích không. Đó là cái quan trọng. Còn cái chuyện của bản thân những đức, có người nói này nói kia là chuyện của bản thân những đức. Còn cái chuyện những đức hướng dẫn quý vị có lợi ích hay không kìa, cái này mới là cái quan trọng. Con người sống trong cuộc đời này ai mà không bị mang tiếng mang tai, không chi mà sống trong cái đại chúng đông gì. Bao nhiêu sự việc quý vị coi, bây giờ như các cô mình trẻ vô chùa, bỏ đại bỏ càng cũng không được. Đó. Từ nơi đó mà gần gũi sắp xếp, quan tâm rồi gom lại thành một chỗ. Quý vị nghĩ đi, khi tối nào những đứa cũng qua chơi chung với nguyên nhóm, biết chi không? Nếu mà bỏ đại thì hai đứa này ngồi gốc, hai đứa kia ngồi gốc, ba đứa kia đi vòng vòng, một đứa kia ngồi gốc cây, rồi bốn năm đứa đi ngồi cầm giấy viết này viết nọ, thấy không? Nó đa dạng tư tưởng á, mà để như vậy thì lâu ngày nó thành tiêu cực, nó bung cái nội bộ ra, nó không có quy gom. Thà mình qua mình ngồi mình gom lại hết trơn, ngồi gì chơi một chút rồi về ngủ hết trơn cũng được. Nhưng mà có những người thì nó nói rồi sao mà ngày nào cũng đi qua gặp mấy cô chơi này kia nói nọ, đâu có đơn giản đâu quý vị, trời trời, thấy không? Nên mình sống trong cái cuộc đời này quý vị nhớ rằng con người mình mà niệm niệm gì người thì mình sẽ hết lòng, mình cũng không có sợ gì, thấy không? Phải nhớ. Nó thí dụ như bây giờ gia đình có hai vợ chồng thôi, mà nếu mà những đức nói quý vị nghe, hai vợ chồng mà không thường gặp nhau nói chuyện được hoặc trao đổi tình cảm rồi là nó xa cách, xa mặt cách lòng. Vợ mình nó đi làm hoài cả tuần nó không về, ví dụ đi làm việc này kia, đi làm với có tiền đem về nhưng mà coi chừng nó lấy chai. Cái giỡn đâu trời. Người phụ nữ nó rất dễ siêu lòng,
rất dễ siêu lòng. Dù là nó không có thương một người nào đó, nhưng nó chỉ cần được gần gũi thôi. Cơ hội mỗi ngày nó múc cho ly nước, nó múc cho chén cơm, nó gọi ăn cơm chung, là thời gian nó sanh tình cảm, siêu lòng. Nên từ nơi đó mà cái gia đình mà mình muốn bồi dưỡng hạnh phúc được để thành đạt sự nghiệp đó, là cỡ nào cỡ đi làm phải về nhà ăn cơm. Cái gia đình nó phải có được, nó mới tồn tại. Rồi mình phải thường nhắc nhở nhau để bảo vệ một gia đình, hình thành một gia đình cho con cái có cha có mẹ đàng hoàng. Nó phải được gặp nhau nói chuyện để trao đổi, để thấy cái người đàn ông của mình nó có góc độ đặc biệt, nó có tư tưởng này kia rồi tự nhiên nó không có nghiêng qua hướng khác. Chứ nếu như bỏ bê nó đại, nó đi làm chỗ này chỗ kia, vì trong công ty công việc làm nó có đàn ông, mà đi ra ngoài nữa thì đi ăn uống chung, có khi hợp hợp nói chuyện nha, cái đầu mời đi ăn cơm chung, đi ăn cơm chung, rồi có bữa thì xe hư cái lên xe chở cho, từ từ nó đi vào con đường đó đó quý vị. Nó đi từ từ nó nghiêng. Cả đó, chồng mình cũng vậy, mình cũng phải thường nhắc nhở để nó mòi một cái tình cảm. Khi con người người ta nó có lỡ lầm lỡ gì, nó suy nghĩ lại, nó không dám. Tại vì nó có một cái tình cảm đặc biệt quá, làm sao dám đá đổ. Mất đi thì mất tất cả. Nên từ nơi đó con người nó phải được gì đó quý vị. Gia đình nó phải cần bồi dưỡng gì đó, nó cần bồi dưỡng. Vợ chồng con nó phải được bồi dưỡng, vậy thì gia đình nó mới hạnh phúc được. Cũng như chùa ở đây, những đức cứ là nhắc nhở suốt, gần gũi, lo lắng, nhắc nhở, quan tâm từng chút, nó mới hình thành được gì. Đông người mà nó đâu có dễ đâu quý vị. Mọi người mọi tính, mọi người mọi tính, tùm lum. Đó. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa Hộ Pháp bên đây mỗi tuần chủ nhật chúng ta cộng tu, bây giờ quý Phật tử khắp nơi về rất là đông. Mình về đây mình tu, mình thấy cũng cởi mở tâm tư, an lạc. Từ niệm Phật, nghe Pháp, phóng sanh cũng đi thực. Từ người sống được nhờ mà người chết mà chưa siêu thoát, hoặc là những người mang nghiệp phá thai, đây là điểm tâm linh đặc biệt. Mà mình về đây thì những thai nhi cũng về đây. Những đức tin chắc rằng rất nhiều phái nữ bây giờ chúng ta mang nghiệp phá thai. Mà cái nghiệp này nếu mình mà không biết tu nó khó quá giải lắm. Chỉ có Pháp niệm Phật này là Pháp đại thù thắng để tu mà để hóa giải cái nghiệp này. Thêm cái nữa về đây, nguyên một cái đại chúng này đông quá, nên nhờ cái quay lực này tu để mình hồi hướng, mình cầu siêu cho người ta, lợi ích dữ lắm. Thêm cái nữa cúng thí thực người ta mừng dữ lắm quý vị. Nên rất là mừng, và mình đem công đức hồi hướng cho người ta. Nên nó còn có 10 ngày nữa lễ vía Quan Âm Bồ Tát 4 ngày. Mà 4 ngày đó những đức chia sẻ Phật Pháp nhiều lắm, tới 16 buổi đó. Và mình lại được 2.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi mỗi ngày phóng sanh 3-4 lần, cúng thí thực 2 lần. Từ nơi đó mà cái duyên đó mình đi về đây mình tu. Rồi mình rủ nhiều người tu, những chị em nào mà mang nghiệp phá thai đó, mình rủ người ta đến đây để người ta tu, để người ta dự cái pháp hội 4 ngày này, hy hữu khó gặp lắm. Mình chỉ cần dẫn được một người đi tu là công đức lớn vô cùng. Phải nhớ, ví dụ như mình dẫn ta đi quýnh bài, đi cá độ đá banh, đi đá gà, mình đi làm những điều không phải thì có tội. Nhưng mình dẫn người ta đi tu là phước lớn dữ lắm. Nên cả mấy đứa nít gì, nên dẫn các bạn học đi tu. Bạn mình dẫn nó đi tu. Mà bạn mình mà biết tu rồi thì bạn mình toàn là bạn tốt. Thì tức khắc mình chơi với bạn vậy thì mình không có hư. Đó, nên các con nên khéo léo tu phước tu duyên. Và về đây mình tu tập được gì nó lợi ích lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này, chúng ta cảm ơn Hòa Thượng xây chùa. Hôm nay cũng nghe nói Hòa Thượng mình ngày cũng yếu, ngày bệnh. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này, toàn thể đại chúng chúng ta chắp tay lên nguyện, hồi hướng công đức, nguyện cầu an cho Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cho Ngài Chủ thế gian lâu dài. Chúng ta nương vào cái đức của Ngài để mình tiện bề mình hành đạo. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng, cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, và cho tất cả những người mà muốn ghi giấy cầu an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai,
chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức, chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng này nguyện hồi hướng, cầu siêu cho tất cả chư hương linh. Nguyện tất cả chư vị đều hướng về Phật Pháp, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, quan gia nên giải không nên kết. Nếu như chúng ta cứ mãi mãi đeo theo để đòi nợ thì khổ đau triền miên không có ngày dứt. Thôi hôm nay mình nghe Phật Pháp rồi, nên buông cái tâm hận thù đòi nợ đi, nên hướng về Đức Phật A Di Đà, nương vào bổ nguyện của Ngài. Đức Phật A Di Đà có lời nguyện rằng chỉ cần chúng sanh nào nghe danh hiệu Ngài mà niệm danh hiệu Ngài, muốn sanh về cực lạc thì nhất định Phật A Di Đà sẽ rước về Tây Phương cực lạc, về thế giới cực lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hữu tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim tây nhự cung, thử thực biên thập phương nhất tiết cô hồn cộng, công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha. A ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, A ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, phạ việt nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Những đức thấy chùa mình các cháu nhỏ có duyên đặc biệt về chùa biết niệm Phật, ngoan và rất dễ thương,
các cháu sau này lớn lên có phước, thông minh dữ lắm. Biết niệm Phật từ khi còn nhỏ, biết nghe Pháp nè, rồi biết làm lễ phóng sanh. Từ nơi đó mà tự nhiên nghe đạo nhắc nhở hết nè. Từ con ruồi, con muỗi, con kiến con không dám giết nữa. Các con phải biết rằng là khi mình không sát sanh thì nhất định là quả báo là mình sẽ được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Giống như mình có phước hay hưởng thụ cái gì mà không có thọ mạng cũng chịu thua. Nên con người cần phải có thọ mạng. Nên những người bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia là từ nghiệp sát sanh mà ra. Nên hôm nay chúng ta bệnh đau mà không còn thuốc trị gì hết, thôi bây giờ mình ăn chay trường đi, rồi mình phóng sanh, mình niệm Phật, vậy thì thù thắng dữ lắm. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nha. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạo quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật à, vui vẻ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. À, chúng ta xuống chai đường hoặc qua bên đây lấy cơm ăn. À, chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.